Hello. Azilo Moto. Đi ngủ qua hơn. Rồi, máy tính mấy ở đâu? Hello. Alo. Chào mấy chị xinh đẹp. Giữ lại, em Thánh Kiều, vô vào ơi. Sáng giờ nè. Từ 2 giờ lên mà giờ không công chuyện mà lên mấy chị luôn cho con em nước không? Cái gì? Hello, mấy chị xinh đẹp. Em chào, trời ơi, con đang uống thuốc á. Em chào Thần Thư Trang, Phụng Thanh, chào Hạ Xuân Vân. Hello Ngọc, chị Vinh, hello em. Cũng phải đẹp, mấy chị làm gì làm cũng phải đẹp, cũng phải xinh và cũng phải tươi. À, tại vì nó nhẹ nhàng, đơn giản quá trời đơn giản. Ủa, nhưng mà chị xong con chưa, chị xong con chị lên shop nhớ với bà muốn chết. Trời ơi, miếng nào vậy? Muối hả? Muối thì lộ chồng không á. Cho đi thôi với chị coi. Sáng giờ đã cô đang nghỉ thì xin bớt. Hello, em chào Diệu Hiền nha, chào Long Nguyễn, chào Thảo Trang. Chứ Thảo Trang nó VTV1 luôn. Thấy chưa, thấy mấy chị thấy người ta có phước, người ta không có cần tốn tiền quảng cáo không? Có phước chứ lắm, không cần tốn tiền quảng cáo người ta đưa lên luôn. Mà em kể với chị nghe vụ này nè. Bộ hỏng HTV7 nó phỏng vấn em cái gì là giống như là em kiểu là cha truyền con nói vậy đó. Xong cái em nói chuyện tới 2 tiếng với thằng Phát Anh Duy nó rất là mệt nha. Mà cái em qua VTV1 mà phỏng vấn em cái trộn trả lời. Mấy chị ơi, không dắt 1 tiếng nào luôn, 3 phút là đã xong rồi. Hay thiệt, em công nhận hay thiệt. Dạ chị xin đẹp. Em chào tình yêu Thúy Anh, chào tình yêu Nohan, chào tình yêu Quốc Tiết. Với lại mấy chị đẹp ơi, cái thằng báo nó cũng trời ơi, thằng đó cho tôi biết mà tôi nhíu lỗ tai nó. Bây giờ người ta ghi đi là không được giả mẫu nhái thương hiệu. Ba tôi ghi gấp quá trời, ba gặp tôi đẹp quá, ba tôi ghi gấp. Vàng giả mang thương hiệu. Phải ghi là diễn ra là mẫu nhái mang thương hiệu, không nổi nghe tôi nói không? Sáng giờ tôi thật sự luôn, tôi biết ông đâu rồi tôi ký đầu cái góc rồi. Phải biết chính đã, phải biết là Việt Nam à, hoặc là phải biết nôi nít đồ người ta ghi ra này kia kia nọ. Tào lao không à, như là không có được bán thương hiệu LG trò nồi, trò ơi gì hết. Nhưng mà em xinh đẹp. Có nghĩa là ba tôi ghi thiếu cái chữ là mạo, phải ghi là chữ dạ gọi là nhái thương hiệu. Ba tôi ghi chữ giả mà ba tôi quên ghi chữ mạo vô, ba ghi chữ mang nữa. Khổ thiệt luôn á, tôi biết thằng nào mà tôi biết ba ông đâu là chắc tôi tới nhà ông luôn, thiệt sợ luôn. Nhưng thôi thôi, cho nó xong. Thôi cũng ăn luôn. Bình thường mấy chị em đâu, trời ơi, qua bình thường. Tại vì cái này nó bình thường thôi, nhưng người ta nhắc nhở mình là mình đừng có bảo hộ, bảo vệ đó ha. Cũng khổ lắm. Hiệu luôn thì mua không được. Mà phá ke nhẹ nhẹ thì lại không, nó dạng dạng vậy đó. Dạ chị Cherry. Vậy ha. Đáp trên YouTube để nhạc rùng rợn đó ha chị gái. Có nghĩa là không được bán thương hiệu thương ơn vậy nè. Rồi em lên nè. Đẹp chưa mấy chị ơi, xinh đẹp bình thường. Đó, đây, bông tròn nghe mấy chị. Dạ. Bông tròn tròn thương hiệu bà Dì Ô. Dì Ô, đó. Em có hai đôi nha. Cái này chỗ khác bán tới 38, 39 triệu. Nè bé Vinh bán tặng luôn cho em cái này. Em chốt đơn với bà luôn, chưa bao giờ lịch sử lặp lại có giá này của em bật luôn. Mà em 24 triệu. Dạ. Ừ mấy chị không sao. Thôi nói chung là mấy anh cũng làm theo chức trách mấy anh thôi. Tại vì bây giờ mấy cái thương hiệu lớn người ta phải kêu bà bảo vệ cái thương hiệu thôi. Thì người ta phải làm theo vậy thôi, chứ cũng không phải tại người ta. Cho nên không được nói anh bậy bạ nha thôi. Cho mọi chuyện nó nhẹ nhàng lắm, nó không có gì hết. Dạ đúng rồi. Thôi kệ mấy chị đây. Ai bao lâu uống giùm em nha, thị trường 38-39, bình thường em bán mấy chị cũng 28-35-31-5. Full sọt luôn, không cần tốn chủ giùm em nha. Em có duy nhất hai đôi. Bán xạ những ngày hội vui vẻ, 24 triệu. Bình thường mấy chị, tại vì em thấy không có gì người ta anh. Nói chung người ta cũng hướng dẫn mình để làm cái gì cho nó đúng với pháp luật. Mình phải thượng tôn pháp luật nha cả nhà. Cho nên là bình thường làm. À, mấy bà ghi trà nồi rồi đi, cái miệng tôi bị liệu, tôi đọc theo cái chữ nèo là rồi luôn nha. 24 chú tình yêu Phương Lê. Không có sao đâu chị, xui đâu xui tính với em hơn á. Mấy chị biết đi, muốn kêu một cái đài truyền hình từ trung ương ở ngoại bộ vô
quay miễn phí vô chuyện dễ ha. Trời ơi, có căng lắm, có phước lắm, tổ độ lắm mới được như vậy đó nghe bà. Trời ơi, 24 triệu mà công nhận em quay cái gì mà nhà tôi sáng chân. Ồ, cái nhà tôi lồng lộng với bà nó đẹp à. Rồi, cái gì xinh đẹp. Dạ, có căng lắm mới được như vậy đó mấy chị. Rồi, chốt đơn cho 21 triệu. Xuất sắc giùm em. Còn cái bạn mà ghi là bạn nó dựng ghi sai, phải nói với ship là bạn ta phải ghi rõ ràng là vàng nhái thương hiệu nổi tiếng. Xong cái ba tôi ghi là vàng giả mang thương hiệu nổi tiếng, phải ghi là vàng ghi tầm 7 rồi trời ơi, chặt lắc luôn. Đã lên VTV mà phải ghi cho nó chuẩn. Có nghĩa là phải là kiểu là giống như là không có được nhái thương hiệu nữa à. Rồi 24 triệu dính hết trơn. Chị 24 với 21. Rồi em để mã sao rồi đi Nguyễn Ngọc. Ở quay phim nhà tôi đẹp như cung điện nhé, như cung điện luôn. Còn bán không nói tôi là lớn nhất luôn. Ngồi bé xíu nha. Rồi ok gái, không có được bán thương hiệu. Đây em có một cái lắc này, lắc sugar 36 em sell cho 29. Còn sao vô coi em giữ vậy ta. Trời ơi, bữa nay chậm ví 2.000 mấy 3.000 người coi em luôn. 29 triệu giảm 20, 23 triệu 200. Nó có để là KHV nhưng mà em nói mấy chị nghe, vậy nó không gói trong cái đống lửa được. Xong rồi bạn cũng làm mờ gương mặt của tôi, nhưng mà cái giọng của em nó bê đê quá mấy chị ơi. Nó quá bê đê luôn, cho nên là người ta sẽ nghe. Mà mấy chị biết không, qua bản phong vấn em nói có 2 giây là xong rồi, không có dắt gì luôn mấy chị. Đi ghen như trên live stream luôn đó. Rồi đẹp luôn, mà em đi tay 54-55 trở lại giùm em. Nổi như cồn Phú Quế luôn đó mấy chị. 23 triệu 200 ngàn giùm em nguyên một cái lắc ghép sòn, đặt lại bảo đảm từ 38-40. Dạ ok chị Thị Trang Ngọc. 23 xui lắm, bán cho 22 9. Thấy cái yêu Long Nguyễn lên, lên TV đủ kênh mấy chị. Đủ kênh mà sáng giờ mấy chị biết không, nghe điện thoại dữ lắm. Mấy anh, mấy chị, mấy bạn của em nè, mấy chị thân yêu của em, mấy chị ruột nè. Đó rồi dòng họ tí em mấy chị ơi, bữa nay ổng bấm nhôm luôn có 2 ngày thôi mà ổng bấm nhôm cái cơm ổng lo em. Nhưng mà đâu có đâu, tiếng nó trời khỏe ghê tí ơi mấy anh chị. Bình thường nó chỉ nhắc nhở mình thôi. Rồi đây mấy chị xinh đẹp. Wow, welcome to Dixon. Chủ là nhân tạo nha. À, xung quanh là sòn luôn mấy em nè, mấy chị xinh đẹp. Rồi chốt đơn luôn mấy em này. À, Mẫu ơi, kêu kêu nhân viên á, viên alo gấp cho anh này nè, gửi cái này cho anh ta, gấp cái này à, tại cái đồ đặt của anh ta này không, alo anh đó, cái giấy đỏ hôm qua đó, anh cho anh xuất cái cho em liền. Dạ không đúng tiền quảng cáo luôn anh. Dạ đẹp không, bữa nay em đẹp. Áo này trời ơi, sáng mặc bộ đồ kể mà bà nghe, chồng họ vui đi đám cưới gì vậy ba. Đâu có, đây mình đang là người nổi tiếng rồi, em phải mặc cái quần xẻ nè. Sáng em đi qua đồ, trời ơi mấy chị thấy không, em cũng dữ dằn lắm. Chồng nó ủa làm gì mặc đồ đám cưới gì bà nội vậy con. Ờ kêu anh ấy nghe hết đi. Đúng rồi, rồi 29 em chúc đơn trai đó. Rồi bông halo 12 triệu 500 giảm 25. Cảm ơn anh, cảm ơn mấy anh chị. Dạ rần rần luôn. Rồi chốt giùm em 9 triệu 450 ngàn, 9450 em sale 25%. Dạ quay là không có được bán mấy cái thương hiệu lệ rơi và rung rinh trà nồi trà bông rồi mấy chị, dạng dạng gì đó. Rồi em chốt cho 9 triệu 400 ngàn giùm em, 9 triệu 400. Dạ em chốt tình yêu Nguyễn Trà My nha, bé lại nổi sống nữa cưng lắm, 9 triệu 4. Rồi ok la nè mấy chị gái. Rồi em chốt cho cái lắc này, chủ là sòn 2 ly 9 3 ly luôn em nha, vừa giỏ vô hộp luôn, đẹp xỉu ta nói nha. À, nữ hoàng luôn em, mấy chị mua cái giỏ này không trên 52 triệu chưa tính chủ. Dạ bây giờ nó dạ cũng không sao, nói chung thì hiện ta kêu mình làm cho nó đúng thôi, tại vì mình em cũng không biết, nó lần đầu tiên mình không biết, thì cha sanh mẹ đẻ cũng biết vụ này thiệt sự luôn, cứ nghĩ là nó không có liên quan gì hết, nhưng mà nó có liên quan cả nhà ơi. 48 em chốt cho 38 triệu, ai bỏ lỡ tiếp giùm em nha. Đây đó, ai chảy hồi luôn mà em, chủ sòn 2 ly 9 3 ly, đổi lỗ 10 bán lỗ 15 con này giùm em chủ sòn nha. Hảo ơi nè, cặt tí giờ chưa cái ơi đó, đâu phải ai cũng muốn có căn như em rồi cũng được đâu mấy chị. Trời ơi sáng chân luôn. Rồi chốt đơn giùm em này,
38 triệu luôn, may mắn cho tình yêu mua qua. Dạ em cảm ơn chị. 48 mới dinh tả, mới dinh xem cho mấy chị luôn 38. Rồi chốt đơn giùm em, cảm ơn cả nhà nha. Ai cũng thương em. Nói chung là sống mà mấy chị biết không, cái thành công nhất á là khi mình gặp chuyện mà chuyện vui. Khi mình gặp chuyện vui nhưng mà ai cũng thương hết, không có một cái comment nào không đáng yêu hết, cho nên rất là yêu bằng cả trái tim. Rồi 38 sáng giờ giống như là alo bạn bè như em là hôm nay chuẩn bị đám cưới, tao chúc mừng mày nha, vậy vậy như đám cưới tao quan tâm, mừng quá mừng. 38 triệu chúc đơn mới dinh hết nha. Rồi em có hồi nãy là tròn, tròn là đất, vuông là trời, đất và tròn nha, không nói thương hiệu cái bài gì luôn. Rồi chúc đơn em toàn ten tăng đưa, trắng tươi đẹp luôn em này. Vỏ sòn không mấy chị sẽ mua tầm 52 triệu chưa tính chủ nha. Rồi mới dinh chốt đơn, mắc cười lắm, sáng cái em ra cái mặt đầm em nói ủa bà nội đám cưới gì vậy? Đâu có đám cưới, đi live stream nữa, đi live stream. Mà tại thấy mình biết là giống như là giờ mình đang nổi tiếng thêm nữa cho nên là phải đẹp nữa, trắng tươi nữa, giống y gan gì đám cưới vậy đó. Như ta nói ê chúc mừng mày đám cưới nha, dạng dạng vậy. Rồi chủ sòn 2 ly 8, 2 ly 9 luôn mà em, trên 50 triệu 800 nghìn. Con tư tư sao hôm nay con mặc con tư chân hả? Cười với mấy con coi. Trời ơi con em nó tay xong chứ mấy chị. Nè dạ chị. Rồi bây giờ chốt đơn với bà luôn con này, 39 triệu. Dây em đang đeo con coi tên nhiêu không? Hello, it's me. Khoan khoan đợi tôi chút xíu tôi bán rẻ chứ. Long gửi cho mẹ coi tên coi. Rồi 203 triệu. Trời mày gửi cái tên tôi bán 203 hoài. Rồi chốt đơn mấy em luôn mấy chị, 39 triệu. Nhưng mà em hiểu cái lỗi này thì mấy chị biết không, mình sửa chữa được. Và thật sự là mọi người, nói thật sự doanh nghiệp ai cũng sẽ dễ mắc phải, cho nên mấy chị sẽ lấy em làm cái tiêu điểm để mình rút ra gọi là cái gì đó cho để nó khắc phục cái gì mà nó gọi là có hậu quả chứ mức tốt nhất có thể nha cả nhà. Còn mọi người thì ai cũng thương em, dù là cơ quan chức năng hay gì, tại vì vô thì mình biết là mình sai thì mình sẽ khắc phục cái gì mình được bán và cái gì mình không được bán đó mấy chị, chỉ vậy thôi. Rồi 39 triệu ai bỏ lỡ tiếc giùm em. Cái vỏ không là 52 triệu. Rồi hồi nãy tròn là trời, cái này là vuông là đất nha mấy ba, không có hiệu bẹo gì chứ. Rồi chúc đời mẹ hôm nay. Dạ ok Johnny Chen, 39 triệu bỏ lỡ là tiếc cả cuộc đời. Dày, trắng và đẹp, lung la lung linh luôn mà em, ô lê lý luôn mà em, 39 bạch tiếc. Ok mấy chế, thương em dữ nha. Mà công nhận mấy chị, quay bằng máy dịu đẹp dễ sợ đẹp. Đẹp nha, đẹp quá trời đẹp. Rồi chúc đời em kể mấy bà nghe xuống không? Ta phỏng vấn mình vậy cái trước khi vô cái em tha son đó mấy chị, em sợ cái môi em nó bị không có đẹp, cái mấy đứa hỏi ủa chị kiếm cái son chưa, làm gì làm lên tivi là phải đẹp, em tha son mới xuống mấy đứa cười vậy vậy mấy chị ơi. 39 em cho chị yêu bạch tiết, chị yêu quanh vũ. Rồi ok chị nào chị nói cho em 2 triệu cơm nha. Đi 56 đeo dừa luôn mà em, mới ghé ở tiệm ở ngoài đời đẹp hơn trên like nha các bạn, dễ thương lắm mấy chị, cưng lắm. Cưng, ai người nào cũng thương em hết, mọi người thương em kêu quý, rất là quý luôn. Xong rồi là ta nói em, gặp, ta nói là thường là gặp chuyện vui mới biết được lòng người. Thì lúc em gặp chuyện vui em mới thấy được mấy anh chị quá yêu thương em, nha. Rồi bây giờ cho 3 cái. Rồi 2 tuần luôn mà em, tắm xung quanh 1 ly 6, 1 ly 7. Welcome luôn mà em, trên 20 củ. Em chúc tặng bữa nay yêu thương luôn mà em. Em chốt cho mấy chị giá giật mạnh té xỉu bên bờ đê 2 tầng 13 triệu 500 ngàn. Và 3.000 người đọc kỷ lục. Lên 3.000 đi Tuka cho em bài luôn nè. Tuka luôn, thiệt sự luôn. Đây nè, gái xinh đẹp. Rồi chốt đơn luôn em 13 triệu 500, bao đẹp. Dạ, em tặng luôn chủ nhân tạo nha. Xem. Tha xong rồi đó. Cái lúc mà hồng hồng đó tha rồi, cái môi cái này uống cà phê nhiều quá nó bị đen. Cái này uống cà phê nhiều quá nó bị đen cái môi. Rồi 13 triệu 500 thì mình nói vậy mà bạn kia nói mới coi nè, đó thấy tha son gì đâu, tha mỏng mỏng thôi chứ không lẽ bà quốc em thay vậy đám cưới môi che ghi sao được, nhẹ nhẹ rồi thôi, lướt lướt rồi thôi, xong dưỡng thôi ba. Mà cái sao hôm qua có nhỏ trên kia hôi gịnh nè, nó nói xong tự nhiên. Rồi tình yêu tâm tràn 13 năm 20 triệu 900, chốt cho tình yêu 13 năm. Rồi tình yêu Trương Tú Bình à, rồi chốt đời em 13 triệu 500. Rồi ok la. Rồi lên một đôi nó duy nhất giùm em. Rồi tình yêu Thu Cài giùm em 13 triệu 500, 1, 3, 5. Rồi bé Vinh hết nha. Rồi thank kiều cả nhà, khách quá thương mấy chị. Chị khách cũng điện anh chị em bạn em mút gì, ai cũng chúc mừng đám cưới có chuyện vui hết. Mà đám cưới con em phải đám cưới em, thí dụ như chứ ngoài nếu mà em mà đám cưới em nữa chắc nha, lớn nữa nha, đám cưới tôi là lớn lắm mà. Rồi 13 triệu 500 em hết.
One, two, three, four, five, có 5 con luôn em. Lẹ lẹ nha, em đợi gặp mấy anh chị, em kiếm mấy anh chị ăn cơm lâu lâu đó, mấy anh chị còn đây chơi với em. Tới em chỉ được có 1 tiếng rưỡi thôi. 1 giờ rưỡi là em phải em xuống chút, rồi cái 2 giờ, 3 giờ em lên. Mầm lơi nha mấy chị, tắm ly 3, ly 4, em chốt cho mấy chị 7,2 triệu. Ok Trúc Quỳnh, em có 5 đôi. Ok thì chị không được bán thương hiệu thương ngơ rồi đó. Hai cái chữ, đây hai chữ cờ gì không dám đọc luôn. Dạ. À, mình like là hai cái chữ có là ok la. Ê tôi chưa có đưa mẫu mà bé Liên, tôi chưa có đưa mẫu mà comment rồi, từ từ. Rồi listen to me luôn em. 7,200,000. À. 7,2 triệu. Rồi chúc em tình yêu dương liên. Nhờ cái này mà mấy anh báo sáng giờ điện em dữ lắm. Hỏi em ơi anh bên ở gì đó. 30 tháng 4 này anh có làm báo doanh nghiệp, tôn vinh doanh nghiệp này kia kia nọ, đi lãnh cấp lãnh ơ được không? Nó giờ không có được đi. Cái xong nó em ơi rồi cái kia làm sao anh đăng luôn nghe. Cái vụ sáng giờ qua thương hiệu vì anh đăng luôn nghe. Tôi nói ừ anh muốn đăng à, tại em anh muốn cho em nổi thôi, em đăng được không sao hết. Rồi chốt đơn em 7,2 triệu. Ông còn hỏi em vậy anh đăng luôn nghe, trời Phật ơi em cũng mắc cười luôn. Rồi chốt giùm em cho tình yêu qua. Ê nó nghe nè, rồi Dương Liên ơi chưa thấy mẫu rồi chốt, tôi có lấy ông cục vàng. Rồi tôi chốt tình yêu Dương Liên chưa thấy mẫu mà chốt thôi. Này con năm đâu dục luôn đi tâm hết trơn à. Bữa nay tao hương dữ lắm. Bữa nay bán là tôi nói bán xô ve luôn. À. Mẹ tao bán 7,2 triệu. Ờ kệ nó, bữa nay mẹ bán xô hen, bữa nay mình vui mà con. Rồi em chốt tình yêu cô chủ nhỏ, tình yêu thanh hậu nè. Năm đôi à. Nhanh còn chậm không còn, vậy thôi, đơn giản. Rồi tình yêu Châu Nguyễn giùm em cái xinh đẹp. 7,250. Rồi chốt đơn giùm em tình yêu thơ 7,2 triệu tình yêu Trương Hà. Rồi một chị nữa là em giúp nha. Rồi bây giờ chốt đơn. Ồ xuống 2,400 cũng hơn, mấy bài lên 3,000 cái em ca chưa chuẩn bị. À. Rồi, đó. Ok la. Đây nè, tôi nói luôn. Rồi cái này nhắn đinh luôn em nha. Nhắn đinh. Sòn nghe mấy chị. 18,500 đi số 9, số 10, số 11, số 12. Số 13 maximum. Em chốt cho 12 triệu chiếc lịch sử chưa bao giờ lặp lại luôn. Mấy em bao toàn Facebook, bao toàn thế giới luôn cho mấy chị luôn sòn. Rồi bây giờ chốt đơn nè con, 7,2 triệu tao bán rẻ chạy tao. Nó nhìn cái tem xong nó mẹ ơi, sao mẹ bán cái gì vậy mẹ ơi? À, Bạch Kim 7,50 một chút xíu 3 giờ em lên. Rồi tối nay em lên 6,610 cho bà luôn. Sẵn đang cơ hội với bà được để ý em. Lụm bụi. Dạ chị không sao, nói chung mấy cái gì. Rồi sòn luôn em đi 9, đi 10, đi 11, đi 12, đi 13. Chốt đơn giùm em 12 triệu. Rồi em có 5 chiếc. Ok cô chủ nhỏ xeo banh nóc nồng nông nha. Rồi chị yêu Hoàng Yến Nguyễn giùm em 12. Rồi chị yêu Đặng My giùm em 12. Rồi Đặng My. Rồi chị cảm ơn em quá không chị nghe. Lớp vô nói chung mọi chuyện trời Phật trời độ mọi người thương nha. Không lo, cảm ơn em. Ai cũng thương hết mấy chị ơi. Rồi tình yêu 12 triệu cho tình yêu Đặng My nè, Hoàng Yến Ngọc nè, Quyên đẹp gái nè Quyên ơi. Rồi Thu Dương nhà em 12. Còn anh 12 không có 2 triệu đâu nghe các bạn. Rồi chúc đơn giùm em này, 7 cộng 3 bằng 9 là con em không phải em đâu nghe. Thằng Hào 5 cộng 6 bằng 10, 7 cộng 3 bằng 9 là thằng Hào không phải em. Rồi chị Mai Thanh Hưng nữa là Vinh Hot. Ok la. Này Vinh Hot TikTok hả mấy chị. Mà mấy bài gắn đọc kỹ cái nội dung. Giống như bài làm văn người ta kêu tả về người mẹ. Cái bài về tả vô bài vú cái là rồi luôn rồi là xong rồi. Trời ơi, cái nghĩa là giống như mình phải tả về người mẹ, xong cái vô tả vô bà vú mình lạc đề rồi, người ta sẽ ghi là không được bán nhái thương hiệu nổi tiếng. Chứ không phải là, mà cũng không có trách mấy chị được. Nhiều khi nội đúng ghi chữ thiếu cái chữ mạo vô, đi sửa lại chữ mạo được không trời. Rồi chúc đơm em con này luôn em nè. Cái này là khách mua xong rồi, rồi bùm em nè. Chủ sòn 32 cộng lại 5 nút. Xanh lão bệnh tử, số 5 là xanh tiền, xanh tài, xanh lộc luôn mấy em này. Chuẩn bị qua TikTok live chim bển luôn nữa rồi đây nè, gần. Dạ. Ok chị. Rồi em chốt đơn luôn nha. Nhanh còn chậm mắt, cái vỏ bông mua trên 28,500. Luôn tuần chủ là 3 tuần, đổi lô 10 bán lỗ 15. Bé Vinh chốt đơn cho 27 triệu. Bé Vinh chốt đơn luôn cho 27, giá này không có giá này.
mấy chị nhớ ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm nọ bán 288 không? 12 triệu cũng để sao cho cô Phương Lê đi con. Mã sao cho Phương Lê, ok gái. Rồi, à, này, xuất sắc lên. Con mắc 2001 là bữa nay con mắc thiệt nha. Mà bình thường cũng có mắc thiệt, không phải con mắc mua đâu, không có thời gian. Chưa có mua. À, rồi, chốt luôn em 27 triệu. Xuất sắc giùm em chưa? Full sòn luôn, 3 tầng hột, chủ sòn trắng tươi. À, không có được thương hiệu nha. Rồi, nè, 27, quá rẻ. Các mẹ này trẻ không? Và tại bên này mặc cái áo nó trẻ. Rồi, em lên luôn cái chuyện luôn này. Giỏ này nhận giùm em được từ 6 ly trở lên. Ai mua giỏ sòn em được tặng hộp nhân tạo luôn. Bèo dèo mà bèo giặt mây trôi 11 triệu. Em chốt đơn với chị luôn em. 7 triệu con này mà em bán 6 triệu 8. Lộc Phát 6 triệu 8. Và nhái thương hiệu mấy chị. Đọc cái tiêu đề kỹ kỹ. Tại cái anh viết báo cũng tự nhiên cái tao ghi cho nó rõ lên. Lên 3.000 ca liền. Tôi sẽ ca bài tình nồng hâm xuyên qua bao mây chanh. Đó, chốt đơn nhà em có 5 cái. Quá đẹp cho một cuộc tình. 6 triệu 8 em chốt tình yêu phận vậy. Nay lai sòn, một chút xíu lai bạch kim. Tối nay lai 610. Sẵn khúc này đang nổi tiếng. Mình chạch cái mình hốt vô. Hốt vô, hốt vô. Rồi 6 triệu 8 chốt đơn. Ok la phận vỏ. Rồi tình yêu tú nữ 27 triệu là em bị bơm. Em bán 27 nó ní ơi ní. Ní ơi ní. New collection cho mấy đồ cũ đâu. Em muốn mua thương hiệu à? Thôi cha này ta đang nhạy cảm. Tự nhiên giờ cha muốn mua thương hiệu mua chai gại tôi nói gì á. Trời ơi. Báo đời em mấy cái vụ đó dữ lắm. Báo quá báo mấy ông nội thương hiệu này. Rồi 6 triệu 8. Giờ này còn em muốn mua thương hiệu luôn nhỏ nào á. Rồi cho cắn lô tay em quá. Rồi chút đêm em 6 triệu 8 còn 2 chiếc nhanh còn chậm mắt luôn em. Nó rẻ hơn chiếc nhẫn bạch kim đó ông nội. Vui vẻ bữa phải không? Lên rồi múc bằng luôn 26. Ừ cơ hội phải không? Con 27 chốt cho 26. Ô la la đây. Sao mà đồ hoàng đây mấy chị. 21 triệu 500. Em sale 16 triệu. Hoàng có lỗ không thì em không biết. Em đang tặng trên đan viên chủ nhân tạo. Full sò mặt trên mặt dưới luôn em. Chốt 15 triệu 500. 160 triệu. Bán cho 158 Út Ellie ơi. Út Ellie ơi. Rồi ok mấy chị. 63 triệu 500 dùm em là chị yêu thương Tú Bình. Con chốt là cho chị kia coi chừng lộn nha. Được đọc tên có hình là có đơn. Nghe mấy chị. Gọi làm nói chị nghe. Nữ Liêm Chính là xã trên Lai nha mấy em nội. Hoặc là em gọi là quân tử xã trên Lai nghe. Nguyễn quân tử xã dưới Lai mà tôi với mấy bà là đàn bà. Cho nên là có nói nữ Liêm Chính dùm em. Rồi 13 triệu 500 ngàn dùm em. Rồi chúc đơn 6 triệu 8 anh tình yêu Hồ Bảo Dương tôi hết 6 triệu 8 nghe anh ý ơi. Rồi nhận 15 triệu 500. 6 triệu 8 nhận từ 6 ly trở lên. Còn không thì em muốn tặng sòn tặng như tặng dùm em. Mới nhận. Ờ đồ đẹp lắm. Đồ ta nói sáng trưng lung la lung linh. Hồi sáng thì đựng chị Cần Thơ. À rồi hôm qua thì bốn anh chị Hà Nội. Rồi bữa nay thì một chị Đà Lạt. Mấy chị cưng em dữ hả. Rồi bữa nay là Nha Trang Đà Lạt này kia. Mấy chị thấy bữa nay mặc đẹp. 15 triệu 500 ngàn dùm em này. Rồi 6 triệu 8 tạm giỏ con xã chú là tình yêu tím nhớ. Rồi tím mộng mơ. Rồi con đưa 38 triệu cho mẹ lên cho người khác con ơi. Ok gái yêu. Vô mắc cười lắm. Xong cái hỏi hào con em mấy chị. Ai cũng giật mình hú hồn hú dí dạng cơm ba khía. Đó. Rồi 15 triệu 500 ngàn dùm em. Rồi 15 triệu 500. Cái đó em nhận từ 6 ly mới đẹp. Em bán là em sẽ nói thật nha mấy chị. Đồ mới nói đồ mới. Đồ sale nói đồ sale. Cái gì nói ra cái đó. Dướng nói dướng và chủ bao nhiêu nói bao nhiêu cho mấy chị dễ mua và định hình. Nha chị có việc là bên em ship hàng hơi lâu thì phải đi ngay chuyến. À, cho mấy chị là đi hơi lâu hơn. Tất cả còn lại là em lo hết cho mấy chị. Đẹp 100%. Rồi chốt đơn em 15 triệu 500 thì đưa mã tiết dung. Rồi lắc tay là 38 triệu. Em nói luôn cái giỏ đó mấy chị đặt tầm trên 50-51 luôn em cái này. Giả thương hiệu chị đẹp. Kiểu đọc dài xuống chút. Đừng có đọc cái chữ bự của người ta nhắn mạnh. Mà đọc nguyên cái tiêu đề dài xuống chút là không được lệ rơi nè. Éo gì nè. Không được chà lôi nè. Không được CC nè. Đó dạng dạng như vậy đó. Nó có nghe nghe không? Đừng có đọc cái tiêu đề ở trên. Mà phải đọc cái cốt cách ở trên và đọc hết nguyên cả câu chuyện. Đó giống như mấy chị nhìn em vậy nè. Mấy chị phải tìm hiểu em từ trên xuống dưới. Coi bữa nay có bụng em nhỏ không. Đó nói vậy đó. Bữa nay bụng nhỏ nha. Là tại đi hút mỡ thôi. Ok xui 38 triệu. Ok gái yêu xinh đẹp. Rồi thấy gái yêu xinh đẹp nha. Chào chị Thanh Thị. Rồi chúc đơn cho 38. Ok la. Nhìn báo gì chứ. Thấy ta xinh xắn đáng yêu lắm à.
48 em sale cho 15, 20%. 39 em sale thêm 15 nữa. Quận đi quận về là 35% bạn này. Chủ em đang tặng nhân tạo, em chốt xả lỗ luôn cho 33 triệu nguyên nhẫn sòn này. 33, 38 tôi hết rồi. Thì sòn đâu con đưa mẹ coi. Nè xôi, full sòn 70% sòn xôi ơi. Dòng ở dưới nữ hoàng là sòn tấm lớn 3 ly 8, 3 ly 9. Rồi, giá giật mình té xỉu bên bờ đê là 145 triệu xôi. 145 triệu. Giá quá trời đẹp luôn, mang 145. Rồi em chốt luôn cho 33 triệu cho Mai Thanh Hưng ghi giùm mẹ. 33. Ok chị Mai Thanh Hưng tấm bự chị ạ. Rồi chốt đơn em 33 triệu. Xôi 83 839 145. Xã 12 con, con 12 con chốt cho cô kia nha con. 33 em chốt chị Mai Thanh Hưng rồi cục vàng. 12 con đừng lấy ra tại này chốt dư một người, chị Phương Lê mã sau là có luôn cái nhẫn đinh. Là con gái để 38 cho mẹ. 33 em hết rồi. Dạ. Có nghĩa là nhái thương hiệu đó mấy chị. Nhưng mà giống như là người ta ghi cái chữ giả mạo á, mà phải ghi thiếu, thi thiếu sót chữ mạo người ta. Có nghĩa là nhái mấy cái thương hiệu quá mấy chị. Chứ trời ơi ai dám nhằn giả mấy ba ông nội. Chắc cộng đầu quá. 33. Và 145 là dây sòn chị ơi. Giả mạo thương hiệu nổi tiếng á. Nhưng mà cái anh báo anh ghi cũng kỳ, không có chữ mạo. Trời ơi có cách nào anh nghe từ lời em nói anh tha thiết anh để chữ mạo vô mà em sửa mà em chữ mạo được không? Mình ghi mà mình ghi thiếu chữ nó chết doanh nghiệp người ta luôn. Anh này phải cho anh học lại cái kiểu là từ ngữ Việt Nam mới được, cho học văn là mới được. Giật tích người luôn á, không có chữ mạo giật tích người luôn. Đọc mà còn hết hồn luôn á. 140 xui ơi, mua đi xui ơi, bữa nay là cái kiểu là giống như đám cưới tôi vậy đó, tôi tích cho bà giá này rồi. Đó, quá trời đẹp luôn em cái này. Ừ, trời nè, trời nít, trời nè, trời nồi. Trời ơi, ba nghĩ cái chữ neo luôn chắc tôi nghe nồi nha. Dạ. Dạ, có nghĩa là không được bắn với thương hiệu thôi. Thôi, chị ngược chị, trời trời Phật ơi, trời còn mấy chị suối em bậy nữa, em nói. Ta nói em nội, chứ ai khi suối tôi kiện ngược nó làm như tôi. Thôi đi ba, tôi đẹp chứ lắm, tôi còn chồng, còn con, còn đàn, con thơ ở đây, còn kêu tôi suối kiện ngược lại. 145 triệu suối ơi. À, Ngọc Thanh ơi, em lấy đi Ngọc Thanh. Mẹ sòn em bán tặng luôn cho mấy chị, em không lời ngàn nào hết nha. Hôm nay con này đặt lại là từ 28 triệu. Dạ bác sĩ tài trợ chương trình này nhưng mà chưa chịu nó đâu. Tuần sau lên kỷ niệm ngày cưới là bác phải làm cái này. Cái bụng dưới là còn hơi bị mỡ, không có nói được nha. Biết bỏ ra bao nhiêu tiền của công sức mà bây giờ cái bụng dưới như vậy là không có chịu. Còn gà là không có mặc đồ body được là tại vì sửa nhà. Mấy chị mong sửa nhà ngứa ngáy. Rồi chốt đơn luôn em là 16 triệu 800 ngàn. 33 triệu em chốt cho Mai Thanh Hưng rồi cả nhà yêu xinh đẹp. Tranh thủ giùm em mặt mẹ sòn luôn em cái này. 16 triệu 800. Tiêu đề thì thằng báo nó ghi thiếu chữ mạo. Mấy chị đọc ở dưới giùm em là người ta ghi rõ ràng là thương hiệu này kia kia nọ. Giờ em ăn uống đúng rồi chị gái ơi, em uống trà sữa không? Kiều chốt đơn giùm em này. 16 triệu 800. Dạ không sao, nói chung em đăng lên, em đính chính em đăng lên cho trang bay em, ai cũng vô thương em. Mừng lắm mấy chị, đọc comment mà muốn rớt nước mắt. Chủ 3 ly 6 sòn luôn em này. Rồi chị nào bỏ lỡ tiết giùm em 22 triệu 100, xe 18. Xe 15 triệu 300 ngàn giùm em nha. Mặt mẹ sòn không có dướng mà em hết rồi. 16 triệu 800 ngàn giùm em là hết luôn. Em chốt đơn cho 15 triệu. Và cọc đi chị đẹp. Được đọc tên, có tin nhắn là có đơn. Được đọc tên nha, có tin nhắn có hình là có đơn. Còn nếu mà có tin nhắn có hình mà không có đơn là em đền gấp đôi tiền cọc, đừng lo. Đặt cọc 15 triệu cũng đền 5 triệu, mà đặt cọc 5 triệu đền 5 triệu, đặt cọc 3 triệu đền 3 triệu, đặt cọc 500 đền 500 ha. Rồi, chốt đơn giùm em này, 15 triệu giùm em full sọt. Giỏi với hộp luôn em này 15. Trời ơi. Dữ rồi, dữ rồi. Lẹ con thừa thắng xong lên con, 3 giờ lên bạch kim con ơi, 6 giờ lên 610 con ơi. Rồi 15 em hết. Rồi, chủ sòn luôn em 3 ly 3 ly 3. Rồi đây chốt đơn giùm em này. Xuất sắc giùm em chưa? Ai bỏ lỡ là tiếc nha. 22 triệu xe 15 triệu xe 12 triệu luôn em cái này. Nói chung cái gì mấy chị biết không? Bỏ ra nó xứng đáng, nó đau. Thấy cái bà của nội tết không măng là giả. Lê lô mấy chị. Lưu ý giùm em nào. Quỳnh Thị Thanh Tiền của ACB 24-27 là thiệt. Quỳnh Thị Thanh Tiền của MD Băng Techcombank, ốc CB
là giả hết. Cái nào mà con số tài khoản từ 5 con trở lên là giả mạo hết. Lưu ý giúp em cả nhà yêu xinh đẹp. Rồi 12. Ai mà xả cái này là em đứt, cắn đứt hai cái lỗ tai nha. Quá ngon mà xả. Rồi chị nào đầu tiên đọc nè. Rồi ok chị yêu Trần Thùy. Ôi ôi bữa nay chị mặc cái hình màu đỏ, chị hên y gan em luôn. Em mặc hình, em mặc áo màu đen cũng hên giống chị luôn. Rồi 12 triệu luôn mém này. Ê bao trà sữa chị uống đó, uống đi con. Trời ơi liên quan gì đâu. Về yeah, luôn. Rồi chúc đơn 12 triệu. Lên. Bao trà sữa mấy bạn uống đó. Yeah, rồi chúc uống ly nhỏ thôi, uống ké mà uống ly bự full top pin không. Mấy nhỏ này nhỏ kiểu tha kem nữa trời. Ngáo. Ai ở nữa nào ạ? Thảo hả? Trời xây qua cái mặt trắng tươi ha. Nhớ tha son nha ba. Giờ này nó còn tha kem. Tha kem dạ. Tóc của em là phiên bản của Harry Won đó cả nhà. Nhưng mà em đẹp hơn nha, đẹp hơn à. Đích em bự hơn nha, uy tín. Đích Harry Won lép hơn em. Rồi cái này là men, chủ là hộp tô ba màu vàng nhân tạo. Tấm là full chua nên là sòn luôn em. Bán ra nói giật mình té xỉu bên bờ đê. Dây dưới mặt luôn em chốt cho 9 triệu 9. À đây. Giá quá đã luôn em nha mấy chị. Full sòn luôn em cái này. Nghe nè Su ơi, tôi nghe nè. Su trả giá ít lắm nha, trả giá lần có 5 triệu. Rồi 9 triệu 900 ngàn dùm em. Rồi tắm xong lên chốt lẹ lẹ đi mấy chị ơi. 12 triệu ai lấy rồi. Con 12 triệu. 12 triệu ai lấy rồi. À em cảm ơn cả nhà. Hồ cô 9 triệu 9. Wow. Quá sướng mấy chị. Có một sự thật là mấy bạn em tiếp khách đó, cho nên là qua giờ không ăn gì hết. Leo lên cân còn có 51kg thôi. Sụt lè lắm, sụt 1kg. Nó đã luôn, tướng đẹp mấy chị ơi. Đây em có một cái sợi dây chữ M Money nha. Đeo cái thằng ma này là giàu luôn. 22.500.000 em giảm cho mấy chị 20%. Em chốt cho mấy chị dây với mặt luôn 18 triệu. Giờ để em mở luôn cái kênh TikTok nha mấy shop ơi. Ok la chuyến này. Vô follow em đi mấy chị. Mấy chị bên TikTok vô follow tiệm vàng Kim Hương Vinh giùm em đi. Nè. Đó. Đẹp xuất sắc luôn em, mấy chị yêu xinh đẹp. Rồi 22.500.000 sale cho 20%, chốt đơn cho 18 triệu. Dạ không có được bán nhái thương hiệu nổi tiếng. Dạ chà nồi, chà bông, chà ơ nha mấy chị. À, lệ ghi, lệ ơ đồ đó. Rồi chốt đơn giùm em là 18 triệu. Thơm ngon bổ dưỡng. Em chốt tình yêu Ngọc Châu Trần. Rồi chị nào bữa nay toàn là kẹo thơm không à. Thừa thắng xong lên. Vui vẻ xả luôn. Cho nên là chút xíu 3 giờ, 3 giờ, 3 rưỡi rồi đó. Em tầm còn không thì em lên nhà nằm thông báo giờ đó cho mấy chị nha. Nguyên ngày luôn, hôm nay bán đắt quá trời rồi. 37.500.000 hộp 2 ly 3. Rồi em chốt cho mấy chị luôn. Rồi mấy chị chốt đơn cho giá 25 triệu. À, Thư ơi, cái đó tế nhị sao sao Thư ơi. Giờ trước mắt à, mấy anh chị thì cần gì thì mấy cơ quan chức năng ta cặn gì tư nha. Để không có bị vi phạm bản quyền gì đó, thương hiệu gì đó thì mình cứ phải làm theo đi, từ từ tính nha. Rồi tình yêu, chốt tình yêu Nguyễn Ngọc Thí. Ok la 25. Rồi bây giờ chốt đơn. Sao chốt mãi không được hả Mini? Quá rồi mấy chị ơi, mấy chị ơi. Tiền vô quá rồi. Sướt dữ hả? To đụng luôn em, trên 54, 58 chị mới chốt được. Nhanh còn chậm mắt luôn dùm em con này. Lỗ tụt cái quần xà lõn hôm nay mặc buộc luôn, mặc váy luôn. 34.500.000. Đặt lại 58, 59. Nhẫn này nhận dùm em từ 54 trở lên. Đây bên hông, bên trên 3 hàng. Luôn tầng chủ là 4 tầng. Đẹp dễ sợ chưa? Xuất sắc luôn em chưa? Hôm qua mấy anh kia lại mà em nói dịu dịu. Con này đẹp trai quá. Ta vô 9-10 người mà có cái thằng em trai đó đẹp trai quá. Trời ơi đẹp như phi công ấy mấy chị. Mà xui nó có vợ rồi dẹo ơi. Qua hải quan kia hỏi rồi. Chứ thôi là em định làm mai dẹo luôn rồi mấy chị. Mấy anh cười hả hả nói. Xong cái em nói trời ơi sao dẹo, sao đẹp trai dẹo mặt trắng tươi mà hơi mập nha. Ví dụ như chịu kêu về giảm cân không 3-4 tí xuống hay uống. À. Rồi chốt đơn em này 34.500.000. 34.500.000. Ở đâu ra bà mua chiếc nhẫn to đụng gì chợ con chó cũng chết. Ờ chút xíu thôi gái ơi. Ê no no để đồ mặc đi gái xinh đẹp, đồ mặc đi. Hôm nay nhìn nổi tiếng quá trời, 34.500.000. Xuất sắc luôn em này. Ê Vân Anh ơi. Nó kêu chuyện quá trời là giả nha. Mình lưu ý, mình để ý cái miệng nhìn đọc tên. Chị nào được đọc tên, có tin nhắn, có hình mới có đơn.
mình không được đọc tên mà mình comment mà có cái đứa nào mà gương mặt giống em inbox cho mình là giả nha. 3-4 năm chiếc nhẫn này bỏ lỡ là tiếc. Đây đó, mới luôn new collection luôn em, thiệt sự với mấy chị luôn. Amaro là 3 ly 2 ly rưỡi, 3 ly sòn không cần tốn chủ trên 30 củ nha. Em chốt cho 22 triệu, cơ hội ngàn năm có một đó. Lâu lâu em được nè, lên đài nổi tiếng nè, em bán giá hết sức gọi là rẻ nhất có thể cho mấy chị luôn đó. Vui vẻ để ra tiền đó. Tình yêu Thảo Quỳnh 34 triệu 500, trời gái siêu rẻ bà con. Rồi 22 triệu luôn mấy em này. Dạ TikTok rồi VTV rồi báo chí rồi Facebook rồi đó. Rồi chốt đơn cho 22. Sasana Winna. Ok. Dạ cũng vừa vừa. Mình làm sai chắc mình sẽ bị phạt đó. Có nghĩa là mình sai thương hiệu thôi, không phải là dàn giả. Ơi đúng không nội? Không sao gái em. Ok chắc tao lâu lâu cái người ta ghi sóc số đó gái. Rồi em có một dây con chim. Rồi bé Vinh tặng dây con chim cho 12 triệu. Rẻ ta nói bèo nhèo nha. Sò nghe 12 triệu luôn mấy em này. Dạ đúng rồi trang Miro 12 12. Này có mấy tiệm vàng vô coi Vinh luôn ha. Có chị anh chị nào tiệm vàng vô comment em cái hello Vinh ơi. Lâu lâu chị em mình tương tác nhau cái bình thường. Ê 12 vô lộn 22 nha. Nãy mới đẩy vô ai hả con? 12 chị Châu Lê ơi. Em đẩy bà 22 lần đó. Rồi chúc làm em 12. Rồi, rồi một viên con chim. Rồi cái này mà em sợi dây á, thì 750, cái mặt thì 14k nha, em bán nó luôn ha. Em đổi khách có cái mặt thôi nhưng mà em để luôn cục dây vô luôn, cho nên em bán đâu đó cho nó rõ ràng. 34 triệu 500, ta chuyển chưa con? Nè con vô xui tôi 139 triệu 900 đi. Xui ơi comment vô đi xui, xả cho bà luôn này xui. Bữa nay cái gì cũng phải bán cái nhà, bữa nay cho nó sạch. À, đây đẹp em chưa? Em chốt cho mấy chị luôn giá 13 triệu 500 ngàn. Cái này nó tầm khoảng 585-14. Cái này nó là 750 giùm em này. Dạ TikTok nó tào lao nó lấy mà nó lấy không đúng. Nó là nhái thương hiệu quá cả nha. Chứ ông nội tôi nghe bán nhà giả bu điên gì bán nhà giả mấy ba. Có nghĩa là giả mạo thương hiệu nổi tiếng. Rồi B mà B thiếu cái chữ mạo. Lúc mà tôi đọc lại cái nó trời trời mày nó khủng như trời em bắt cái số ghi kỳ á. Giả mạo là A M ao M mau nặng mạo giùm tôi ba hiếu chữ mạo cho nên là nó gói chuyện luôn. À, giống như tôi nói mấy chuyện nghe thí dụ như cái chữ ăn ngon nha mà ghi lộn chữ ăn cắp thấy mụ nội luôn rồi. Rồi ghi ăn ăn biết ăn cái gì mới ghi M mau nặng mạo vô mất tiếu chữ mạo bởi gì. Trời ơi 13 triệu 500 là em chốt tình yêu thu anh không biết ơi mới kêu sửa được không. Dạ yeah, ok tình yêu Tuệ Nhi. Giả thương hiệu đó mấy chị. Mà ông nội tôi. Rồi chốt đơn em 13 triệu 500. Ghi mà ghi ê đó nghe nè à, chủ là 3 ly 9 4 ly nha. Nhân viên em nó lụ đạn lắm. Có thể là 3 ly 9 có thể 4 ly 139 triệu 900. Ờ à, 22 triệu sao nó Quỳnh lấy rồi. Nói sao nó Quỳnh lấy rồi chế ơi. Rồi ăn con xả mã 12 ra đi con. Dây 12 còn 22 sao nó Quỳnh lấy rồi chế xinh đẹp. Thương bà chế thấy không, thương bà chế mua vàng tiếp chế đi. Trời ơi chị nào kêu em đi thương ngược cái nó đó. Trời trời ơi. Nghiệp em 139 rồi xui nghe nãy trả 140. Mà tôi thấy số 14 nó tam lương tôi bớt cho 1 ngàn nữa là 139 triệu 999 ngàn. 3k là tôi hát cho một bài. Tôi sẽ mở nhạc lên tôi sẽ hát nguyên một bài luôn. Tôi mở karaoke nha. Tôi sẽ ca bài mùa xuân đến là mùa xuân đến rồi đó. Rồi mời mấy chị xinh đẹp để Vinh chốt đơn luôn cho 3 ly 9 4 ly nha. Đâu này em nhập em nhớ 4 ly mà giờ nó bắn 3 ly 9 thì mấy chị có thể 3 ly 9 nó đi. Rồi em chốt cho mấy chị luôn sòn chủ sòn 3 ly 9 4 ly 12 triệu xả lấy luôn cho cô Thu Quanh nè con ơi. Rồi con đưa là được có đưa ra nữa cho anh chim nè. Anh chim ok anh chim bay đi rồi 12 triệu 500 ngàn cảm ơn mấy chị. Nói là không có được bán thương hiệu này kia kia nọ với nó chứ không phải là ghi đặng bóc phốt người ta mà còn ghi không đúng nữa. Sai lầm quá trời luôn rồi. 12 triệu năm nè con vô dây 139 triệu 900. Ôi xúi trời ơi. Rồi chúc đơn em. Nay tôi được quảng cáo miễn phí tôi bán cái này cho bà đó. Rồi em chúc tình yêu Lệ Nguyên rồi chế cho luôn 2 triệu cơm đi chứ.
Lẹ đi mấy chị ơi, nhanh nhanh đi, 1 giờ gửi mấy anh chị lại kiếp em nữa. Còn sao em lên với mấy chị được. Rồi chốt đơn 12.500.000. Rồi bây Vinh thôi. Trời ơi, cái này em bán lỗ cho nè à. Em chốt cho mấy chị luôn 38 triệu. Đâu này đâu, đích đẩy giùm em model luôn thôi, em đeo luôn nha à. Rồi xả mã 6.8, 12 năm em hết. Ok chị, đã tiếng biết hết chưa. Rồi bữa nay em like mấy chị tìm vàng coi em nữa chứ. Giờ ghen cái comment cái coi. Nói chung phải là ghen gì, mấy chị biết không, tánh tình em như vậy nè. Ví dụ như em thấy tiệm khác người ta làm nha, là em hay mang cái tâm thế là học hỏi, chứ không có cành anh cờ ơi nhá. Tại vì mỗi người á, người ta sẽ có một cái năng khiếu riêng, người ta sẽ có một cái thế mạnh riêng. Cái nào hay mình học hỏi, mình rút kết, mình không sẽ không y chang người ta. Mình sẽ làm gì nó hơi khác chút xíu nha cả nhà. Yêu xinh đẹp 38 giờ. À, con chụp cho tình yêu Nguyễn Cẩm Trúc gian 139.900. Chị đẹp. Có nghĩa xong rồi là 6.8 hôm nay con chốt cho tình yêu Phương Nguyên đi con. Chị nãy chị tím nhớ chị xã đó. Bông tai 38 triệu. Ờ lên 3.000 là em ca, mà em ca một bài luôn, không sót một chữ luôn. Vì em biết đâu có lên được 3.000. Xả bông không lỗ mẹ bệnh. Ok. 13 triệu giảm cho 15%. Đôi này mấy chị đặt lại là trên 15, 16, 17, 18 triệu nghe cả nhà yêu xinh đẹp. Em chốt cho mấy chị 11 triệu. Bông 2 tuần luôn em 11 triệu. 38 triệu là lỗ tụt cái quần, không lỗ làm con luôn, nó thiệt uy tín luôn. Lỗ đó. Mấy chị biết tính em đó, giờ em nói 1122 không có thề. Mà cái gì thề là để cho mấy chị tin, nhưng mà thôi mấy mốt em nói mấy chị tin 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 thôi, là thề là giả dối. À, 139 em là cái đứa giữ lời hứa. Mà khi em giữ lời hứa không được là em sẽ nói với bạn đó luôn. Ừ, cái tôi không giữ lời hứa được, tôi sorry bạn. Là 68 là nhận 1160 đó con gái yêu. Rồi em chốt cho tình yêu nào đây, 11 triệu. Nhưng chim ai lấy rồi. Dạ. Yeah. À, tại vì mấy chị đập không rõ, chim hết rồi. Rồi chốt đơn tình yêu Nguyễn Nguyễn 11. Bông tai 38 là lỗ tụt rồi gái, lỗ mấy triệu bạc. Em bán lỗ mấy triệu bạc đâu bông này. Và nhiều khi mấy chị nói, mấy chị sẽ nói lời, Vinh nói dốc không có. Lỗ luôn. Thì khi em sẽ có những món phá quề, những món lời, những mối lỗ đắp qua đắp lại. Và em khẳng định với mấy chị luôn, em bán vàng hột sòn còn rẻ hơn, còn lợi ích hơn mỹ phẩm quần áo. Nó là như vậy, chỉ nhờ số lượng nhiều thôi à. Rồi tình yêu Nhân Chi Quỳnh ở Ngọc Phạm nè. Này mấy chị coi đi. Nhưng mà trộm bí bữa nay giàu ổn lắm nha, giàu ổn cực kỳ. Để muốn lụ cho đâu, cho chống nắng nhìn em. Nhiều tiệm vàng coi em lắm à. Ai cũng thương mà. Thấy chứ mấy cô chú mà lớn lớn tuổi nha, cỡ tuổi cùng như em thì có thương không thì không biết. Nhưng mà mấy cô lớn lớn tuổi là họ rất là thương em. Họ giống như là bé đó nó nhỏ, họ cũng mong con cháu họ, dâu con cháu họ giỏi như em. Và năng lượng tích cực như em. Thiệt, cái này nó thật sự. Thời trang trẻ em Xuân Hòa 38. Rồi chốt đơn cái yêu xinh đẹp. Rồi em hết luôn à. Đó, nhờ như vậy mới biết được cái nick nè. Thời trang mới biết được tiệm vàng Kim Hương Vinh. Thời trang trẻ em Xuân Hòa, chứ này là khách mới tinh tình tinh. Đừng bơm em nghe, mới chị đừng bơm nha. Đặt cọc 2 triệu mới đưa chị lên này đó. Mới đưa chị lên. Dạ em hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Ok, chưa gái ơi, đợi tôi nha. Đừng đừng. Đang nghĩ cả mà đừng hổ tôi tùm lum la, tôi sợ. Em muốn đây hay em mua về một hai hộp tặng em cho chia sẻ cho mấy chị thôi, chứ em muốn kinh doanh hết á. Chia vậy thôi. À, ok tình yêu Lâm Thanh, cảm ơn cưng. 229 lấy nha con. Cái lắc 229 đặt lại 363738 chị. 363738 em sale 29 chị. Rồi cảm ơn nha. Rồi em chốt đơn mấy chị luôn em. Nhẫn này là 35 sale 29 em giảm luôn cho 15%, em tặng luôn cái hộp luxury này. 24.500.000 dưới giá vốn có tiền của em. Chủ em đang tặng một viên nhân tạo. Mấy chị không? Nó trắng tươi. Tấm nó trắng tươi như bông gòn, sáng trưng như bông bưởi, trắng sáng như thai. Rồi chốt cho 24.500.000. Dạ chị. Dạ không sao. Không, em không có bị kiện tụng gì hết. Mà em chỉ năm nay là em không được sai phạm cái mấy cái thương hiệu nổi tiếng thôi, nó cũng không sao cả nhà. Còn mấy cái vấn đề mà cái kiểu mà này kia qua lại hay này kia lại, Bí Vinh không có. Tại vì bản chất Bí Vinh không có thích nó qua nó lại, Bí Vinh biết tu đơn giản như thôi. Còn cái vụ kia không có. Rồi chốt giùm em này 24.500.000.
tình yêu sang sang 24 năm. Rồi chúc đời em hôm nay bây giờ hết. Cảm ơn mấy chị nha. Nói chung là em khi mà em đăng cái bảng đỏ lên, em nói là cái vụ giả mạo thương hiệu á. Em sinh năm 1000 thật sự nhỏ nhỏ rồi. Hồi nhỏ là em sinh năm 86. Nhưng mà hồi đó em ham học lắm, cho nên là đâu đi học, em của trường công an bắt em vụ đó nữa. Thôi bỏ. Đó. Rồi, chú em nói chung là em tuổi em gặp đó. 12.500.000 này mấy chị. Em xả cho mấy chị 10 triệu luôn em này. 11 triệu là 15-20. Lên cái clip cho nó rõ lại hả? Thôi nó xong kệ đi, không sao đâu. Em nghĩ mọi người hiểu mà. Mà mỗi một doanh nghiệp, mỗi công ăn việc làm á đều sẽ hiểu á. Cho nên là giống như có những chuyện, cái tình cảm, tình thương, cái sự hiểu biết, cái sự understand của người ta đó, trong trái tim, trong bụng, chứ ai cũng phải hiểu à. Nói chung là cái việc nói chung là chén cơm manh áo thôi, chứ thật sự là ai cũng sẽ hiểu. Nhưng mà mình phải thượng tôn pháp luật vậy thôi cả nhà. Trời ơi, cho uống sữa tươi mấy chị, thêm vui bao trà sữa nhân viên em luôn. Quanh Lê ơi, gọi điện thoại là giả đó Quanh Lê. Rồi chúc đơn dành em này Phương Trần Thị Kim 10 triệu. Đó đây giả đó. Giả giả, bên Vinh không có, có gọi điện thoại chúc đơn nha. Rồi 22.500.000. Dạ không sao mấy chị à, em nghĩ là sống tốt trời thương, không lo gì hết. Tại vì thật sự sự thật nó vậy mà. Sự thật nó vậy. Rồi chúc đơn nha, 22.500.000 à. Cuộc sống này mấy chị biết không, mình đến đây để trải nghiệm. Cho nên trà sữa trải nghiệm chút, cơm tấm, cơm gà, cơm sườn trải nghiệm chút, ăn cho đã xong rồi đi hút mỡ bụng thôi. Chứ nếu mà mình cái gì mình cũng kim khem thì mình đến cuộc đời này nó cũng vô nghĩa lắm nha. À, thí dụ ngày nào ăn chay thì ăn chay, ngày nào tu thì tu, bước vô chùa thì tu, bước ra ngoài đời thì phải vui vẻ kiếm tiền. À, nhiều khi cũng hơi nhiều chuyện chút xíu thì cũng được, không sao hết. Chứ mình chưa phải là mình bước vô trong chùa tu, mà vui vô chùa tu luôn thì cũng chưa chắc là phải dễ. Nghe cái mấy chị xinh đẹp, cho nên mình cứ, ta nói tu à, tu ở chợ là tu khó nhất đó. Mấy chị ngoài chợ mấy chị tu nhất, tu gì? Thân ý khẩu nha. Thân ý khẩu, ừ. Đó, ý mình không sai, khẩu mình nói nhẹ nhàng. Thân này trong bụng mình không có làm chuyện gì xấu gì hết. Cho nên nói chuyện, ví dụ mình có chết, ví dụ mình không có lên được, mình không có được lên được gọi là cõi Phật, mình cũng sẽ được lên cõi thiên. Cho nên mà cứ tu mà em là thân ý khẩu thôi. Đó, nó nhẹ nhàng có 22.500.000. Hút mỡ đau bà ơi, đau hơn đẻ 5 đứa, đơn giản. Nói về cái vụ hút mỡ em kể với bà nghe, mà che cái màn xanh xanh đó là không đau, nói dốc, quảng cáo thôi. Đau dữ lắm, ông nội. Lê Minh Tùng 22.500.000, ni tay nhỏ cắt bớt, chỉ bớt tiền cho 200.000, 500.000 nha cưng. Nếu mà tay ní em nhỏ hơn. 22.500.000. 38, thời trang trẻ em gì có lấy không, cái xinh đẹp còn không thì Vinh đeo nha. Tại đâu này nặng vàng lắm, 38 triệu. À, chưa biết chuyện gì luôn á, có nghĩa là em được quảng cáo đài VTV, TikTok, Facebook, YouTube. Có nghĩa là không được bán đồ thương hiệu, vậy thôi chứ không có gì. À, mà cái anh báo anh ghi là cái chữ giả mạo, mà anh quên cái chữ giả mạo, anh ghi giả mang. Rồi, 38 em chốt trai đây. Vậy là cái chị kia nít không vô là em chốt lại cho tình yêu ha. Chị yêu nào? Chị thời trang trẻ em xuân gì ơi, chị tự anh bóc giùm em, đợi chị 5 phút nha, không được em sẽ chốt lại cho người khác. À thì ra là vậy à. Rồi bây giờ mình chốt được em. Đó, no Trương Thị Xuân Hoa không phải. Ủa là gì? Rồi giờ con chốt chị này đi. Rồi con chốt chị này đi. Dạ dạ đúng rồi, bây giờ nè nè, có nghĩa là chẳng hạn như cái bông này kia mấy chị không được có chữ thương hiệu thôi ha. Rồi chúc đơn giùm em này, chờ nhận nôn quá ha. Đây lẹ lẹ giùm em nè, ai bỏ lỡ thằng quỷ này là uổng nha. Tầm 48, 49, 50 triệu mới chúc được nha, sòn full luôn mà em, sự thật. 38 triệu chị nào lấy rồi, ghê xinh đẹp 22 triệu tình yêu Tùng lấy rồi. Đích dặn đích đẩy bông mai đeo dặn thú lô tai lắm. Rồi bây giờ chốt đơn giùm em cái này. Ok Mimi Lim Lim, rồi chốt lẹ nghe. Hôm nay em là được nổi tiếng đó, em được marketing toàn đất nước, cho nên là em chốt 28 triệu. 28 nha. Rồi chốt đơn em này. Tại đây nói chung là thua keo này mình bày keo khác nha cả nhà, không sao hết nha cả nhà. À, là cái nick của chị đó con. Ok gái, ok gái yêu. Rồi em chốt cho 28, đích đẩy, đợt này em đặt đích đẩy. Mấy em đem đâu được mấy chị, đâu này em khoái quá mấy chị ơi. Sòn một về luôn, sòn một về luôn mà 28 ok, nhỏ hơn lạ.
Thôi đâu nè, cà Vinh đeo nha, cà Vinh đeo nha cả nhà. Lẹ lẹ đi, mình còn có 10 phút nữa à cả nhà ơi. Nói chuyện ngoài là chắc luôn á, hết thời gian á. Rồi Trang Xuân với tình yêu nhã hơn. Trang Nguyễn. Chị ơi không kể bà có đi ngoại tình ở đâu không, sâu bồ không thương em. Nhớ nha, nhân viên có làm gì buồn lên nói em để em so dịu trái tim. Đừng có nhiều khi mấy đứa trên kia nó không có biết tình cảm tình yêu giống em nha. Đừng có giận nhân viên em rồi bỏ em nha, cụ bơ cụ bắt nha. Vốn mà em 32 triệu, chưa có cọng dây. Cọng dây luôn là 34. Dây này bữa hổm em đi chơi Đà Lạt em đeo. Em chốt tặng mấy chị 10% đến 15%, nó ngoài là đồ cũ mà đã có em đeo rồi. Nhà dưới em trong đây rồi, em chốt dây ống cho mấy chị luôn 20 con 9. Dây ống 20 con 9. Ê, nữa mày mốt đưa này cái máng lên cái miếng kia đừng có gối nè, bán đẹp cực kỳ xuất sắc giùm em này. À, ok chúc Quỳnh để em coi. À, 29 á. Nào chịu có định đeo vô mà hơi ghê Văn Anh coi mình Vinh đi đẹp lắm. Ống to to không phân bự. Em bán lỗi thật sự mấy triệu bạc, lỗ con dây 2 triệu, lỗ cái mặt 3 triệu, trước sau là 5 triệu. Rồi Văn Anh đầu tiên. À, 1986 là Vinh. 86 86, ok. Chốt đơn cho 29. Mấy chị muốn nổi tiếng toàn đất nước giống em cũng đâu dễ đâu mấy chị. Nhưng mà thương lắm nha, ai cũng thương em. Chỉ có những chị mà đọc cái những cái mấy chị đọc không rõ đó là mấy chị chia sẻ em bậy. Có nghĩa là người ta nói cái này bà hiểu cái kia. Mèn đét ơi vậy thôi. Ê, chiếc nhẫn này sao xả vô xả ra xả ra xả vô xả ra xả vô 4 lần. Mà cái này trên 25 củ mới chốt được. Hột ghép tới 2 ly 1, 2 ly 2. Em chốt mấy chị 16 triệu 500. Hút mau bụng bao nhiêu. Nói thật sự luôn, bác sĩ Kim mà có coi live stream của em là bác phải làm sao cho em mới được. Đi mua cáo định hình 1,5 triệu cũng lấy tiền. Đồn nịch bụng 800 cũng lấy tiền. Cái quần năng mông cũng lấy tiền. Không có bớt 1,000 luôn nghe mấy chị. Dạ chích mà ta nói như chích bắp nha. Chích bắp cho đẹp da 15 triệu cũng lấy tiền, không bớt 1,000. Mà lên quảng cáo miễn phí giùm không luôn. 80 mấy triệu mà mấy chị thấy không. Bây giờ có đưa em 1 tỷ đi chăng nữa nha, mà làm không đẹp. Không đẹp thì em không bóc phốt nha cả nhà. Giống như năm rồi em vô trong Mỹ Xuyên ở trọng á, em với chồng em với con em 3 người dịch vụ. Mấy chị đi không vô nó đánh em muốn bể mở em. Muốn dập, tên mình không có thời gian. Nói chung là cái vụ mà đi đánh mở bụng đồ nha, bằng cái tia lạnh lạnh là giả đó. Đừng có đi làm, tốn tiền uổng lắm nha. Rồi chốt đơn giùm em là 16 triệu 500 ngàn. Đã không có thời gian tư vấn hút mỡ nữa bà ơi. Nguyễn Cẩm Nhung giùm em. Rồi bữa nay là tôi like cho bà ba chết nha. Tiền tôi giờ đã đó. 16 triệu 500. Rồi chốt đơn luôn em này. Hằng ơi em qua đây ngồi nè. Ngồi nhìn tủ giùm chị nè. Ngồi bên kia, có gì đâu nhìn. Rồi xoay nhìn qua đây nè, nhìn chị nè. Rồi 16 triệu 500. Thì giờ tem bỏng nó từ lưa học me học é nè. Rồi 25 triệu xả 35 triệu, sale 25 triệu xả lỗ 1 triệu 24. 16 năm em hết. Mi Thái ai xả like không có lỗ. Nhưng không để mã sao được, đương môi trường nó bị gói mấy chị. Một là bán được, hai là bán không được. Em like lại có nhiều món like là 6 lần 7 lần. 22 triệu 500 hồi nãy Tùng lấy rồi. Rồi bây giờ chốt đơn với mấy chị luôn. Chủ sòn 3 ly 2, 3 cộng 2 là 5. Xanh lão bệnh tử xanh, xanh tiền xanh tài xanh lộc, xanh con luôn, muốn đẻ luôn người em luôn đó. Để em bé luôn đó. Rồi chốt đơn em luôn tầng chủ là 3 tầng 20 con 4. Hoàng Quỳnh ơi tôi thấy bà nha. 24 24 lẹ. À, nói trước cho mấy chị luôn. Xả cho 13 triệu 500 chị cứ xả trên like đi. Chứ không phải là không xả cái này chút lấy cái khác, không phải như vậy đâu. Chút xuống like xong là một cái bậc tiền cọc, chị xả là chị lỗ 50% cọc. Ví dụ chị đặt cọc 2 triệu lỗ có 1 triệu à. Chứ mấy chị mua hàng chỗ khác mấy chị không lấy nha. Là phải lỗ mất đi tiền cọc. Còn bên đây mấy chị chốt xong mà nhân viên em chụp hình rồi mà lỡ không có hình, tiền cọc em đền gấp đôi. Trong khi lỗ cọc chỉ lỗ có 50 thôi. Em chơi là bán thua mua đặng. Anh hùng lắm nghe cả nhà. Rồi 24 chị tình yêu Trúc Linh. 20 con bôn. Ê cái cây son đẹp đôi. Son giảm đâu vậy không? Yeah. Đây đây đây. À, son FSF son cho 200 gửi. 200 gửi là mày mua lờ mày mua lẻ thôi. Mua sỉ có 70 à. Năm tư tuột nước 27 triệu. Lên lên lẹ hai gái. Ồ lên liền lên liền. Rồi 24 triệu nó chốt cho ai rồi. Ai đó này có chủ sòn nhiêu không con? 24 lên cho ai chị con. 24 triệu mình còn đôi nè. Mình tặng cho ní mình luôn nè. À, mình tặng ní mình luôn nè.
chết bà rồi còn tặng được không? Rồi tặng cho Ní 24 triệu nào Hoàng Châu Cách Cách ơi. Hoàng Châu Cách Cách 24. Rồi chúc đơn Vinh hết lẹ. Rồi đôi này em có một đôi duy nhất. Chủ sòn 2.7, 2.8 luôn em cái này. Không xả like xong chút xíu mua lại món khác không có lỗ ha. Xả like đi 13.500.000. À, rồi xuất sắc giùm em này. 54 tuần nước em còn 27 triệu. 610 buổi tối em lên. Hoặc là chút xíu xong cái này em lên 610. Buổi tối em lên bạch kim 750. Cái này xong chút xíu em tiếp mấy anh chị xong tới mấy giờ xong là em qua em like 610 cho mấy chị không đồng tiền công hết tất cả. Rồi cả nhà xinh đẹp nha mấy em ha. Tất cả món nào cũng không đồng tiền công luôn, chơi đẹp luôn. Rồi em chốt mấy chị luôn 27 triệu, em chốt cho mấy chị 19.500.000. 13.500.000 nào lấy không? Rồi 13.500.000 tình yêu Mi Thái, xã Mi Thái nè con. Rồi chốt luôn em này 19.500.000. Bỏ lỡ là tiếc cả cuộc đời. Thương hiệu yếu lờ gì. 22.500.000 mới Vinh hết. 13.500.000 còn một đôi nè. Trời ơi 20.900.000 mà bán 13 năm. Dạ 43 chị ạ. No no bắn cái tem cho chị Vinh đi cưng, bắn 43 chị Vinh đi. À, bắn 43 đi chị xả lỗi cũng đó cho mấy chị đeo. À, quan trọng còn chơi hết thôi mấy chị. Chơi xả láng sáng về mấy cài mà em mấy chị mà. Trời ơi giáp xăm mình mà đâu phải là dân dừa mấy chị. Nguyên một cái chậu bông trong bụng luôn mà đó là em xăm sống luôn nha. Em nô thuốc tê luôn, thuốc tê tiếng Anh cái bằng gì con nói sạch nha. Không thuốc tê luôn nha, tại em sợ nó bị xấu mà cuối cùng ra chồng em á. Lúc mà em về em lột chồng ra em nói chồng nó, chồng nó sao giống bụi cỏ dư bà nội. Rồi chốt cho 19.500.000 giùm em nè. 13.500.000, oh no 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 con ơi. 13 năm là con chốt con Ngọc 19.500.000 lại này. Lấy 13 năm ra lại đi có chừng lột 43, 25 triệu, sale 20% luôn. Ok, giá đây đâu. 19.500.000 lã này. Hồi nãy ghé Vinh. Ồ em hơi em còn chút xíu mấy anh chị còn ở đây một xíu. Chắc mấy anh chị chắc ngày mai mấy anh chị sẽ về chứ mấy anh chị cũng mến em lắm, mấy anh chị đây hoài là em còn 48kg luôn. Dạ. 13.500.000. Đây đâu này là 13 năm, con xã 13 năm cho bên kia. Mẹ nghe. Con ok con. Rồi khúc này là kỹ cái vụ quản lý. Rồi 13.500.000 xả cho bạn đó. Rồi 13.500.000 may lấy. Chúc ghé tiện gặp em tiện mà. 610 chút xíu xong rồi em lên. Đây em có một đôi bông nữ hoàng halo hai vòng tròn. Hai tầng hộp luôn, 80 ly rưỡi nha. 19.500.000 là cô Vinh Hạnh lấy đôi bông LG nè con. Xả bông hai vòng không có chủ 13 năm nè. Rồi mấy chốt lại cho cô kia nãy 13 năm đó. Chốt ngay chưa? Rồi ok nè. Rồi mấy chị xinh đẹp, cái này mấy bà em nói nè. Chủ mấy chị để một viên 3.6 vô là ok la được nghe mấy chị. Được nha. Dòng chưa chị. Rồi bây giờ mình chốt đơn mấy chị luôn. Yêu thương đông đầy giùm em này. Trời ơi. Em thấy nè tưởng tượng được hai dòng chờ mấy chị mua 13.8. Không có hôm nào em bán giá này, nó năm nay là hôm nay em bán giá vốn luôn cho mấy chị luôn. Bán giao vốn luôn và em cảm giác được là mọi người khi mà em có chuyện vui ai cũng thương em hết, hầu như không có người nào không thương em hết nha. 7 đến 10 ngày giùm em có ba đôi. Mọi người từ trên xuống dưới, từ miền Nam miền Bắc miền ngoài ha, trên núi dưới sông dưới biển nha. Cầu đá cầu cá tre gì mấy chị ơi ai cũng thương. Sống mà muốn thành công nhất là được mọi người thương rồi, không có một cái tiếng lời ra tiếng vô gì hết, được thương hết. Rồi 13.800.000. Rồi 13.800.000 em chốt về tình yêu nào đây? Chị Nhã Hân giùm em 138, lẹ lẹ đi mình còn có phút nữa. Rồi tình yêu Mon 138 chốt đơn giùm em. Rồi em chốt tình yêu Hồng Lệ Nguyễn 138. 135 còn đôi nào không? Em sợ lộn nha, con vô Hạnh đổ 135 đi con. Ok. Thương cái miền hả chứ? Miền này miền nói thiệt nha mấy chị, miền nói thiệt nha. Nên nhiều khi có nhiều người sẽ nghĩ ở nó lanh lanh, nó sẽ dối trá hoặc nó sẽ là có nhiều người sẽ là khôn ngoan khôn xảo quyệt cũng có. Không nói khôn ngoan khôn khôn xảo quyệt chứ. Con sao nó vậy? Bụng mày nó thẳng như là thẳng như cái ruột vậy. Nó không có khác một cái gì. Theo em nhớ không làm lại thấy ta bán trên 40 củ cái này nha. Rồi 25 triệu em giảm cho 20%. Em bán đặc chủ sòn 43 7 nút nổi nha. Xuất sắc luôn em 20 triệu. Bên hồng đế bên trên luôn em 20. Đẹp xỉu luôn em 20.
là chỉnh sửa đi tay vô tư 25 còn 20. Bông này là một cái bông phơm lớn, mấy chị nhìn vô trái tay em nè. Chà bá lửa, bự không còn chỗ nào mà thưởng tượng. Rồi, chuẩn bị nha. Đỡ mẹ ra bông này con ơi. 24 chị. À, ra ngoài tiệm có giảm có tiền công không á? Có giảm 500 tiền công ngày thường, cuối tuần giảm 10% tiền công. Rồi em chốt tình yêu 24 chị. Rồi em chốt cho 20 cho Lê Thanh Toàn, chúc mừng Ní nha Ní ơi. Đó, Lê Thị Lộc không kịp rồi. Lê Thanh Toàn trước, bông tai 24, người ta bán 48. Vì cái này nó có hai cỡ, một cỡ mini và một cỡ to, thằng ba này cỡ to mà bán giá cỡ mini. Ok chưa? À, lạnh lùng xương, xương sống lưng chưa? Đây uống một chút thôi mập lắm. Khó lắm mới xuống cân được, chỉ có Tết mới xuống cân thôi mà khúc này xuống cân được một ngày một ký là quá ok. À, rồi chốt đơn em 24 triệu tình yêu qua Trang Nguyễn lên. 24 chốt đơn. Ok gái yêu Trang Nguyễn của em. Gái đã trở lại và Bí Dinh rất là vui. Đôi này 27 triệu em có hai đôi. Là giá này quá đã cho một tình. Chủ sòn 32. Và cái số cực kỳ là tuyệt đẹp luôn nha mấy chị gái. Này. Đôi này là pháo bông phơm lớn nhất. Nha nè, nhìn nè. Để em đưa cái cá ly thi râu ri này qua cái nè. Đó. Mấy chị thấy không? Hết luôn trái tay của em. Mấy chị đâu thể nào mà đeo một đôi bông như vậy mà nhìn 27 triệu. Mấy chị biết là cái giá tem mấy chị phải mua trên thị trường 38 triệu không? Em chốt có 27 triệu thôi. Đôi này là mẫu vuông nha, vuông là vuông thuận. Tấm trắng tươi. Rồi, cái này dùm em. À, trắng tươi luôn em, bông mai pháo bông siêu to. Đôi nào cũng 27, chị nào lấy vuông thì chốt cho 27. Không có chương trình giá này. Qua anh kia cũng là 3, dạ không bán riêng được chị. Cái này phơm này phải đặt á. Chứ không có cách nào được giá này mà chị lên giá sale được luôn thề. Uy tín của người lính. Rồi 27 triệu dùm em bạc đôi này đi. Rồi đôi bên đây khác mã em 26 triệu 950 ngàn. Ờ ok. Ngày mai đi bà. Để tôi tiếp khách quý xong rồi bà mới bà ghé tôi cho gọn nha. Bà kế bên thôi mà. Quý giá quá đó. Rồi chốt đơn cho 27 Kim Trang. Tôi kể bà nghe này. Mấy ông vô kiểm tra tôi mà tôi nói chuyện mấy ông cũng mắc cười xỉu luôn đấy. Thế mấy ông nội ông xanh mấy ông cùng cười hả? Không biết vụ gì đó Nguyễn đi nha. Tôi mời mấy bạn không? Tôi làm vừa lỏng mấy ông áo xanh luôn, mấy kiểu mấy ông cựu nó nhỏ nảy điên chứ trời. 26 triệu 900. Rồi tình yêu Bùi Mai em hết. Rồi chốt đơn 26 triệu 900. Nói ra thằng Hào con như là nói tụi tôi là mấy anh giật mình té xỉu hết. Rồi lẹ luôn mấy em này. Nhanh nha. Chỉ duy nhất một ngày hôm nay thôi, không một ngày khác. Hôm nay em được marketing quảng cáo toàn đất nước. Bà nào bảo thời tiết cho mấy em này em có 10 đôi. Bông này của nó là bông tia chớp phó bông Amaro luôn tận chủ là 3 ly 6. Nôm na như hàng kiểm định luôn mà nay này nó sách tay, không có kiểm định như cả nhà yêu xinh đẹp. Đó. Rồi, nó không có đặt được cũng không mua được và thật sự em về 10 đôi. Qua ngày hôm nay sẽ không có giá này. Chỉ có ngày hôm nay là em được marketing quảng cáo toàn đất nước cho nên là giá này cho bà nha yêu xinh đẹp. Nói chuyện mắc cười nha. Thiệt cái này sự thật luôn đó. Sự thật. Mọi người ơi, sự thật luôn. Em mới nhắc mấy chị 36 cũ mới chốt được nha. Tại bông này phân bự. Bình thường mấy chị mua cái vỏ không là 27, 26 năm rồi. Cặp hộp bây giờ 12 triệu nữa. Là tầm 37, 38 triệu dùm em này. Nhà chưa bao giờ thất vọng, cảm ơn chế. Em chốt đơn vỏ hộp luôn 26 triệu. Ngày khác sẽ là 27. Phải lời một chút xíu nha mấy chị xinh đẹp. Chuẩn bị listen to me dùm em nè. Cái vỏ không mua hơn 27 triệu rồi. Phân bự luôn em này. À, cái đó mong Hương ơi, cái đó mình nó rìa rìa thôi, cái đó để coi làm sao. Nhưng mà em nghĩ em ơi, lần đầu em không biết mà từ có gì mà cái gì cũng gì, luật pháp cũng sẽ có tình người trong đó, giống như vụ việc Ngọc Trinh với nó kia, nó cũng hơi là không có gì phải khó. Tại vì ví dụ chẳng hạn như mình thượng tôn pháp luật thì mình phải mấy anh yêu cầu sao thì mình cũng phải làm như vậy, cái nào sai phạm thì mình phải chấp nhận đau thương chứ sao cái chi. Rồi chúc đợi em cái này. Trời ơi mấy chị. Nè ai bỏ lỡ tiếc giùm em đâu này 10 đôi. Chủ 3 ly 6 Thảo ơi, 26 Thảo ơi. Đó nè đẹp lên gì luôn nè cưng. 10 đôi. Đó nó mặc cái áo màu trắng á, cho nên mấy chị thấy nó hơi bị vậy. Đó đây để em đưa qua đây xíu. Rồi chốt. Chủ sàm 3 ly 6 Hạ Xuân, Nguyễn Xuân ơi. 26 triệu giá quá đã cho một cuộc tình luôn em. Nè đó, đẹp luôn em cái này. Xuất sắc giùm em.
thì cũng nói là vòng vòng là cái thương hiệu LG rồi đó mấy chị, còn mọi người hiểu mà, mọi người hiểu mà. Tại thực sự thật nó vậy mà, em đâu có lấp liếm gì được đâu, em không lấp liếm mà em cũng không nói sai sự thật được. Dạ không nói sai sự thật được, em là doanh nghiệp lớn mà, em không nói sai sự thật được. Chỉ có mấy báo lá cải nghe nó kiểu là không có có chuẩn được thôi. Rồi tình yêu Vi dùm em 26 chốt đơn cho một nắng. Rồi bé Hằng, bé Mini chốt đơn cho một ní. Rồi ok gái xinh đẹp Kim Dung chốt đơn cho một ní. Rồi ok là đỏ lỗ 10 bóng lỗ 15 rồi tình yêu Nguyễn xin. Nhưng mà em nghĩ nói chung là trong bụng mấy chị sẽ hiểu hết à, mọi người sẽ thông cảm cho em. Dạ My Dương, ngay cả mấy ai cũng sẽ thông cảm vấn đề này tại vì mình không biết. Rồi tình yêu Nguyễn Kim Dung 26. Rồi chúc đợt em 26 chúc đợt. Rồi ok la dùm em. Dạ tình yêu Trang Trần em 26. Dạ nhái thương hiệu thôi chứ không sao. Không sao, không trăng gì hết, gió mát hiu đu đưa nha. À, rồi chúc đợt em này Trang Trần em. Rồi còn hai đôi, để Vinh còn hai đôi, lại lẹ đi mấy chị ơi, lẹ lẹ. Rồi chốt cho 26. Rồi còn hai đôi nha, ai bỏ lô uống nhà mai em 26 triệu. Lên đơn 26. Rồi chốt. Ok là 26. À, tình yêu Vân Nguyễn 26. Hà ơi, Hà chốt gì Hà ơi, Hà đẹp. Hà đẹp gửi ơi, gì bà ơi. Em có cái vòng 5 hộp này em tặng luôn hộp nhân tạo. À, Hà hồi sao Ngọc Dào ơi, Hà hồi sao. Đây mấy chị ghê xinh đẹp, bự rẻ to đùng luôn em nha cả nhà ơi, xinh đẹp đó, xuất sắc 26 tình yêu anh Nguyễn nè. Rồi em hết 10 đôi nha, trong vòng nửa nốt nhạc nha, cảm ơn mấy chị nha. Rồi để Vinh chốt cho mấy chị luôn. Amaro 2.5 ly, tấm lớn 1 ly 8 trên 77 triệu 500 mấy chút được. Xuất sắc 59 triệu. Rồi nhận giùm em từ 3 ly 6 cho tới 6 ly 3 được luôn. Em chào tình yêu Cherry Cherry nha. Chào Cherry Cherry. Rồi chốt đơn em này 59 triệu. Ở đâu ra mấy chị nhìn nè, nó rẻ như cái dòng bạch kim luôn nha mấy chị, nó rẻ như hột hột da luôn đó, là hột giả đó. Ok Bích Trâm Nguyễn Thị 59. Rồi ok chứ yêu, trời đẹp rẻ. Tại em bán rẻ chứ đừng có nghĩ 59 triệu là nhỏ. Vì em bán rẻ em nhờ số lượng nhiều cho nên em mới nổi tiếng như vậy đó, mọi người mới quan tâm chăm sóc em như vậy đó mấy chị. Có cách nào không nổi tiếng mà bán đắt không mấy chị? Rồi 29 triệu giùm em hết. Rồi đôi này em còn mỗi cái một đôi, cái này em còn hai đôi. À, cũng trắng tươi luôn em, 3.5 ly 8 nút phát tài. Ok là đẹp nha, bữa nay chị nào bỏ lỡ uổng nha. À, bữa nay chị nào bỏ lỡ uổng em 3.5 ly, một đôi 3.5, một đôi 3.6. Em chốt đôi này 19 triệu. À, chốt cho 19 triệu, bộ quên mã số, trắng tươi nha mấy chị, trắng tươi nha. À, xuất sắc luôn mấy em này. Ồ mấy bà lấy cái tin nó không đúng á mấy chị, nói chị đọc á, chịu khó mình đọc dài dài xuống chút xíu, nhiều khi ghi bậy bạ. Dạ, rồi chốt mắt giùm em 19 triệu luôn em cái này. Rồi lên đơn giùm em, dạ. Giả mấy cái thương hiệu á mấy chị chứ không phải là vàng giả. Mấy ba tôi mà ghi lại, mấy ba ghi cũng sai, nó chết em luôn. Cái vỏ không mấy chị mua trên 20 triệu rồi, 19 triệu luôn, chủ sòn 3.5 luôn em. Luôn chủ sòn 3.5. Nội báo không ghi thì tại vì chữ giả, mạo mạo nặng mạo. Ba tôi ghi sót chữ mạo xong ba ghi chữ mang vô. Gì trời, gì trời. Rồi 19 triệu cho tình yêu Thu Quanh. Ok nè. Rồi chốc đêm em không sao mấy chị ơi. Sự thật nó là sự thật mà, sự thật nó là sự thật cho nên nó không sao hết. Rồi nè em bị bơm con này nha mấy chị, em chốt cho 13 chị, chốt cho 13 nhà. Yeah. Mấy chị coi báo chính thống á, báo lá cải cái nó bắt đầu nó bị này kia kia nọ á, bị nó nói từ lưa từ la mà đi chưa đúng á. Mấy anh báo mà ghi sai tao nói nghe mấy chị, một là nói là một chậu máu mà mình nói tầm bậy bạ, mình hại người khác là mình tội lắm. Dạ sống ở đời là phải biết đức biết đạo của đời, dù là những cái chuyện tình thế mình bị ép buộc mình phải làm chuyện đó, nhưng trong cái gì cũng phải có tình người trong đó, phải ghi cho nó chuẩn, ghi tầm bậy tầm bạ, mình ảnh hưởng người khác mình cái nhiều nó không phải là khi mấy chị lấy một cái dao mấy chị đâm người ta là người ta chết đó mấy chị mới tội. Nhiều khi hành động lời nói của mình vô tình mình nói người ta
ảnh hưởng người ta đau lòng, mình nói tầm bậy tầm bạ mình cũng tội luôn, cho nên nói là phải chính xác. Nói tầm bậy tầm bạ ảnh hưởng người ta là mình rất là tội, chứ không phải là mình có cái miệng này hay là mình có cái tai này, mình có cái gì mình muốn nói gì đó mình nói, mấy chị hiểu không? Dạ đúng mà Nguyễn Giang ơi, nhưng mà thôi nha chị ha, mình phải thượng tôn pháp luật. Rồi cho em 13 triệu. Ghi tầm bậy tầm bạ ảnh hưởng người ta lắm, nhưng mà em nghĩ bây giờ ai cũng hiểu mà, ai cũng lý trí được mà, đâu phải ai nói cũng nghe được đâu. Giống như mấy chị mua em 7-8 năm nay trên này rồi, đâu có ai đâu mà khùng điên bán vàng giả, đâu có ai bán chuyện đó được, nên nhiều khi không có đọc á, không ai dám làm chuyện đó đâu. Em nội em về em xăm mình không dám chuyện đó, dù gần là em có xăm mình thiệt. Rồi em có một cái này, khách có xả lỗ 5% nè cả nhà yêu, em chốt cho mấy chị luôn giá 19 triệu à, nguyên cái dây bông mai quá đẹp sòn em 13, ai lấy đi sao bà, tại vì cái gì tôi cũng đứng tên hết trơn á, mà thấy chứ tôi nóc nhà, tôi đứng tên, cho nên chồng tôi không có đứng tên gì hết trơn á, chồng tôi được lắm, cái gì cũng tôi đứng tên hết trơn, cho nên anh không có liên quan, tôi là tôi hết rồi à. Mấy bà thấy chứ, nhiều khi chồng em rất là được về vấn đề đó, tiền của tài sản gì không bao giờ tính với em, mọi thứ là em đứng hết đó. Cái này nó thật sự cho nên rất là ok về vấn đề đó, mình cũng không có nghĩ là cái chuyện này là nó cha xanh mẹ đẻ mới biết luôn, không có biết chứ biết ai dám. Rồi tình yêu dịu dịu giùm em là 19 triệu. Rồi chúc đời em này. Chị thấy em xứ anh hì hòm chứ tánh em rất được. Đó giờ chưa tính toán với em cái gì. Thấy gì chứ em đứng hết trơn à, xứ có đứng. Rồi ok cái em xinh đẹp. Rồi chúc đời em này. Dạ giả thương hiệu chị yêu Trương Tú Liên ơi. Mấy bà đọc không hết câu nguyên văn. 54 triệu hôm qua em hết rồi. Rồi em chốt tặng luôn cho bạn này luôn, em 35 triệu, 30 con 5 chốt tặng, chốt tặng nha. Rồi em chốt tặng chủ sòn 3 ly 6 20, không cô ai biết đâu ba tôi như nè đó. Mấy chị có chồng mà chồng tính toán với mấy chị là quá ok chứ, khôn tôi hả? Để tôi coi đi nữa, tôi vô bớt bớt chồng. Rồi chị mấy chị giỏ hộp luôn 20, chủ sòn 3 ly 6 luôn em này, giỏ hộp luôn 20, bỏ lỡ tiếp nha. Nguyên cái giỏ to đùng 3-4 tầng 35 triệu, 35 tiêu đề. Ờ nó không đọc kỹ chứ lo đọc tiêu đề nó mấy bạn. Rồi 20 em chốt chiêu trần nha, phải đọc nguyên văn là ba có đồ nổi tiếng. Rồi 35 triệu giùm em là con này siêu to. Ê 20 mà nó ai lấy rồi. Rồi em xả luôn cho tình yêu tâm trà là 20. Chị xả 13 năm luôn không? Cô lấy từ cô tâm trà ra bông tay 13 năm ra. Dạ tấm 2 ly 3, 2 ly 4 chứ. Tấm lớn 35 triệu giùm em này. Ờ để thắm ở Vinh coi gấp cho sao con. Rồi nãy chị em lừa gửi trả tiền tôi chưa à. Rồi em chốt cho 35 triệu giùm em nha. Không còn chị Nguyễn ơi, vậy đó em bán thôi. Không bà trả tôi 79, sao giờ bà trả tôi còn mấy mươi vậy. Không ai chục chốt cho ai con. Rồi đôi này 3 ly 6 nè, 36 triệu em chốt cho bà luôn 26 triệu thôi, 3 ly 6 nha. 36 năm, để Vinh chốt đơn cho 26 triệu. 3 ly 6 cho phải 3 ly rưỡi quá đẹp luôn á chị. Cái giỏ không này mấy chị mua 21-22 rồi cả chị. 21-22, đúng rồi, đẹp nữa, nổi tiếng nữa, trai heo giữ tôi nữa đó. À, trai heo giữ tôi, tao nói nghe chữ tao nói giữ suốt. Rồi 26 em chốt tình yêu Yến Hồng. Ok cục diện yêu 36 năm chốt cho 26. Rồi lên đơn nhà em 26 chốt đơn. Ok ghê yêu. Bà làm sao bị khóa tài khoản à, bà bấm lộn mã số phải không? Con nhận chị Duyên nó kêu dặn đừng có order má này, đừng có đặt má này về nữa. Còn cái 23 rồi 26 em hết. Rồi em chốt cho bạn này cách xả đơn này mấy chị. Em bán cho 15 triệu thôi. Em bán cho 15, nhưng mà tôi đâu có bán lời bà tới 4 triệu được. Bà họ nói 81 tôi chốt bà 79 thì giờ còn 79 thôi, chứ tôi chốt 75 không nổi. Cái nghe bà bèo không, thông cảm cho tôi. Nè cái em xinh đẹp nhận em từ 4 đi rồi trở lên em mấy đi. Mấy đi ơi, mấy đi. Dạ yeah. Không được nhái giả mạo thương hiệu. Em ghi gỗ gần gần mặt vậy đó. Rồi Minh Tùng xả cái lắc 22 triệu 500 em còn. Ní ơi nó có xả gần gần em tôi nấy.
sáng ăn cơm nhưng tôi đang tôi chốt cho người khác mấy ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 hả? 6, 7, 8, 9, 10 thêm đi đi. Tiếng Anh quá vậy. Dạ cũng không. Dạ 6 ly 3. Cái này vô 6 ly 3 được luôn em. Có nghĩa là à, 6 ly 3 được luôn. Mà tại tôi hơi buồn á, tôi chốt bà xong ra đó giờ bán gì đó cái tôi buồn. Rồi để tôi coi tôi suy nghĩ được tôi bán cho bà 75 để tôi một chút. Đó, à, bông 20 còn bông này nè được không? Giá này là đã chốt được giá này là đã giá sale rồi. Rồi đâu này tôi chốt cho 20 được không? À. Bạch kim 750 buổi tối lên ngay. Không, nó còn vậy đó. Ba anh em nhìn nó đây. À. À. Rồi bây giờ chốt đơn luôn mấy em này luôn, mà em xem lắc 225 đưa lại đi con. 225 đưa lại. Rồi bây giờ chốt đơn luôn cho 20 lẻ nè, rồi được ok la này gái. Giá này quá sướng như một cuộc tình luôn gái ơi. Rồi tâm trà chốt đơn 20. Rồi chốt đơn tình yêu 20 rồi mày. Rồi đôi này vừa bán vừa yêu, to đùng luôn em. 27, 28 chị mới chốt được nha mấy người xinh đẹp. Rồi, à, rồi em chốt cho 15 triệu đôi này. Chủ nhận giùm em từ hộp 3 ly 6 cho tới 7 ly 2 được luôn. To đùng luôn 15 triệu nha mấy bạn. Dạ, cái đó chị muốn nhận nhiêu nhận chị. Từ 3 ly 6 tới 6 ly 3 muốn nhận nhiêu nhận. Còn đi tay chỉnh sửa ni vô tư. Chỉnh sửa vô tư. Rồi ok con. Chỉnh sửa vô tư. Mẫu ơi chị dặn em này rồi mà Mẫu. Sao làm khác hết trơn nha. Chị dặn em này rồi mà. Sao đăng bài gì á. Sáng chị dặn em sao. Ồ, nhưng mà em lên em coi đi. Đã chị kêu đặng này giữ lại cái bản đỏ đây cho mọi người đọc mà. Đang làm gì á. Dặn này làm khác kia không mà. Sao với con. Ta để cái đó cho trên cho người ta đọc vô mà nói bậy bạ gì không ơi. Chị dặn rồi. Dặn này làm khác không. À, rồi chúc đơn em cho 15 triệu. Ờ nói chung là em dễ thương tất cả mọi người nha. Có nhân viên em lại mà có chút nghe cả nhà. Tại vì phải làm cho đâu đó nó chỉnh tề chứ. Rồi chúc đơn làm em. Yêu thương đông đầy luôn các bạn, yêu xinh đẹp. Rồi 15 triệu giùm em một đôi duy nhất đặt lại trên 20. Dạ cái kia em chưa kiếm được chị ơi. Phải kiếm giá sale thì mới bán cho giá 1 triệu 2. À, bây giờ chưa kiếm được đồ sale chị lấy đồ mới có nước mà lỗ luôn, gam 300 ngàn xong lấy được. Vậy phải đợi kiếm đồ sale vậy mới đưa chị được. Chốt 1,2 triệu giá sale mà em đâu đưa được. Nào em kiếm có em đưa chị đổi qua này giùm em đi. Về mấy con em lỗ tội nghiệp em. Rồi bây giờ chốt đơn nó bông ghét sòn luôn, xả lỗ cho 7 triệu. Lên em cho 7 triệu, 15 triệu chốt cho ai cho con. Rồi quý cô tuổi hợi vậy nè. Trời ơi em nè, bé Vinh tuổi dần nè. Rồi 15 triệu chốt đơn. À, rồi em chốt đơn cho 7 triệu sòn luôn em nha. Rồi em chốt tình yêu Nguyễn Văn Thần. Sáng dặn con rồi. Dặn sao làm khác hết trơn à mấy đứa này. Làm việc trong vô thức không có kể coi kỹ gì chứ. Rồi mấy chị chủ sòn, chủ nhân tạo luôn mấy chị xinh đẹp. Chị Hằng có lấy chưa? Ai lại lấy? Cái đó Hằng hay là khách? Chị Hằng có chuyển tiền không con? Hỏi Hằng, chị Hằng có lợi không? Tại để mất công khách người lại có đó đặt lại để coi sao này để tao lợi người ta mua chút xíu Hằng mà đậu ý cho nó là chị chài và mắc hết chưa. Đặt lại 37, 38 triệu nghe bình thường cũng sale tầm 26, 27 đó. Em chốt đơn đâu này cho mấy chị luôn nhá, giật mình luôn 24 triệu. Cái đó đặt lại em ơi, khách lấy ơi. Mà con hỏi xui chưa con? Chưa trả lời là bán nha. Rồi con điện cho chị Hằng đi mất công lại chút xíu cái gì cái chị Hằng không lấy cái đây bán không được nữa. Hỏi nha, 140 triệu chị Hằng chút xíu chính xác là có lấy không Mẫu ơi. Để mất công chút xíu lại cái không lấy nữa là cái ở đây chị này đi về mất tiêu rồi. Nói chị ơi chính xác chị có lấy không nghe. Rồi 24 chút chị đi Thảo Lê. Ok đi. Đang chút chị lại tiệm cho coi chứ không vừa bụng trong khi đây mình bán được cho người khác. 24 triệu chốt chai rồi. 26 triệu 10 đôi phải không chị. Con chụp cái đôi 10 đôi 26 triệu cho cô coi đi con, của tình yêu Văn Thuận này con. Rồi ok gái. Rồi nhẫn cưới. Nhẫn cưới mà em chỉnh sửa đi được nha. Anh Nam đừng có mập quá nghe mấy chị. Một cặp luôn em chốt cho mấy chị. Giá quá đã luôn em. Một cặp full sòn luôn em. 39 triệu. Dạ đúng rồi, bị đánh thương hiệu quá mấy chị.
Đúng rồi chị Ngọc Linh ơi, em ơi. Mà mấy bà đồn rầm rầm em gì em cũng không hiểu. Nè, bà Nguyễn Nguyễn đâu rồi? Lên cho 75 triệu nè. Rồi, lắm. Rồi Nguyễn Nguyễn đâu chị ơi, bà đâu rồi? Rồi chúc đêm em 39 triệu. Dạ, em kiếm được em mới đưa chị, em chưa kiếm được đồ sale sao đứa. Em đưa mới em lỗ. Không lẽ em lỗ rồi bà đành lòng nào tội nghiệp em. Dạ đúng rồi chị yêu Quỳnh Ân Tường thôi, nhưng mà mọi thứ phải giống như em nói phải pháp luật sao là phải làm y chang vậy. Rồi 75 triệu dây đó con, 79, 75 7 triệu giùm em này. Nhà bữa nay nổi tiếng quá trời cho nên thừa thắng xông lên nè. Bữa nay like 4-5 chốt tiền hốt nè mấy bà. 75 triệu chốt cho Nguyễn Nguyễn và bà Thảo ơi. 10 ngày em ơi, bên em giùm đi xếp hàng hơi lâu. Bên nhà em xếp hàng hơi lâu cho em, bà đừng ở trong đợi gì hết. À, đợi lâu đó. 39 triệu. Em chạy cái cherry trâu xinh đẹp. Rồi 48 triệu em sale cho 25%. Nguyên con này mà em bán mấy chị to đùng luôn gì, 48 sale 25%. Chủ em đang tặng một viên nhân tạo nữa, em chốt đơn cho 36 triệu. 38 triệu luôn em, full sò mặt trên mặt dưới luôn em này. Rồi, nhẫn chỉnh sửa đi tay vô tư giùm em này, quá đẹp. Đó, bên hông trái tim bên trên em, bên dưới làm gì thanh chậm nó kêu. Bữa nay em mớm đi chị, bữa nay em mớm. Ok gái. Rồi chúc đơn em. Cái sự kéo dài lâu lâu của em nó cũng hay lắm nha mấy chị. Mấy chị chúc thêm, chúc thêm, chúc thêm. Nhanh quá mấy chị làm biển mua thêm. Lâu phải không? Coi cái đầu ship lâu phải không? Làm đơn lâu không? Đổ nợ. Mua thêm nữa nói. Cho con mượn dây sòng của chị coi đó. Đẹp lắm, dây đẹp lắm, ta chưa lấy hết chứ. Rồi chúc đơn em này 627 Kim Trang. Nguyễn lấy không Nguyễn ơi? Rồi chị Kim Trang xã 27. Rồi chúc đơn em Kim Trang xã 207. Nè cái em xinh đẹp. Trời ơi 36 triệu. 36. Rồi tôi chốt cho bà giá đó, tôi tặng bà chứ nó không có chương trình đó, nhưng mà cho nó xong mà không có trả giá xong rồi cái bắt đầu bớt tùm rồi cái bắt đầu không chịu nó nha. Nào nói trước à. Chủ chị nhận em từ 4 ly rưỡi trở lên là ok la. 4 ly rưỡi trở lên là ok la luôn em. 36 25% em chị tí. 48 nó sale tặng 25% là sale thật sự chứ không như bộ là kê cái giá cho mắc lên xong rồi sale xuống. No. À, không không có nha cả nhà. Rồi 36 em xin chốt đơn cho tình yêu Văn Văn Tuyết. Rồi chốt đơn cho 36. Rồi 36 dình chốt. Dạ đặt là bây giờ cũng lâu. Chị giờ em đang lu bu ngày hay ngày nữa. Em mới rảnh rang được, em mới thoải mái. Bắt đầu em mới trả lời mấy chị được nha. 68 xeo 55 à. Đây bây giờ chốt tiếp cho bà luôn nè. À, sorry. 68 xeo 61 em giảm cho 20%. Rồi ni tay chị nào nhỏ thì đeo vừa liền, ni tay lớn thì em vẫn nói mắt được. Chủ trên đây nhận giùm em từ hộp 4 ly rưỡi trở lên giùm em nè cả nhà em xinh đẹp. Không phải là vàng giả, là giống như mấy chị nói là vàng giả, có nghĩa là giả mạo thương hiệu nổi tiếng. Cái tiêu đề thì mấy anh ghi nó hơi bị chập chờn quá, nó không đúng. À, còn mấy chị chịu khó đọc hết nguyên văn là à, giả mạo lại ghi lại di lại ơ đồ chà nồi chà bông.